Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 156. Kiếm đảm. Dương Diệp nhíu mày. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Ngươi có được kiếm tâm thông minh, cũng có kiếm ý, kiếm hồn tạo nghệ cũng không tệ, càng có kiếm vực, nhưng ngươi không có kiếm đảm, không đúng, ngươi có kiếm đảm, nhưng ngươi không phát huy được nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Nói chi tiết một chút. Ninh Thược Dược nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nếu như ta không đoán sai, An cô nương hẳn tu luyện ra võ đảm, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nói. Không biết. Dương Diệp. Ninh Thược Dược nói khẽ. Cũng bình thường, hai người các ngươi, đều đạt đến cực hạn bản thân, đối với một ít gì đó, nên biết cũng đã biết, nhưng còn có rất nhiều các ngươi không biết. Những vật này, nghĩ đến võ thần còn có phụ thân Dương Diệp ngươi đều không kịp nói cho các ngươi biết, hoặc có lẽ là, bọn hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này, đối với hai người các ngươi, bọn họ đều là nuôi thả. Giải thích một chút đi. Dương Diệp nói. Ninh Thược Dược nhẹ gật đầu. Từ xưa đến nay, văn nhân có văn đảm, quân nhân có võ đảm, mà kiếm tu, ở trong thiên địa này, theo ta biết, chỉ có hai người có được kiếm đảm, một cái trong đó là ngươi, cái khác ngươi nên biết là ai. Cái gọi là kiếm đảm, kỳ thật nói trắng ra là đảm lượng. An cô nương nói chuyện làm việc, theo ý người ngoài là nàng rất cao ngạo, rất ngông cuồng, nhưng thật ra không phải, nàng chẳng qua là tu luyện ra võ đảm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh. An cô nương, ta lại hỏi ngươi, có phải ngươi mặc kệ đối mặt ai, trong nội tâm của mình, luôn dám cùng đối phương chiến một trận hay không, dù gặp được sư phụ ngươi võ thần, ngươi cũng có cảm giác như thế. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Ninh Thược Dược nói, cái này là gan, ngươi và Dương Diệp đều có, nhưng các ngươi không có quy nạp nó ra, hoặc có lẽ là, các ngươi đều không có coi trọng nó. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Bất kể là ngươi, hay An cô nương, hiện tại các ngươi phải làm, là làm sao tăng lên thực lực của mình, mà không phải tìm thần trang gì. Chính mình mới là căn bản, thực lực của mình cường đại, không có thần trang, các ngươi vẫn cường đại, nếu mình không cường đại, cho dù có thần trang, cũng bất quá là bên ngoài mạnh mẽ mà thôi. Đương nhiên, trang bị là phải có. Các ngươi cùng địch nhân của các ngươi căn bản không phải là cùng một thời đại, nếu như các ngươi không dùng ngoại vật, bản thân sẽ cực kỳ thua thiệt. Dương Diệp trầm giọng nói. Sát ý của ta đã đạt tới đỉnh phong, kiếm ý còn kém một bước, mà một bước này. Ninh Thược Dược nói khẽ. Trước mặc kệ kiếm ý cùng cảnh giới, hai thứ này, không gấp được, đi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ, trước tu luyện được kiếm đảm, hai người các ngươi đều đã có, bất quá còn chưa đủ mạnh. Nói xong, hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát, tình cảnh một hồi biến ảo. Chỉ chốc lát. Ba người đi tới một vùng đất hoang vu. Nơi này là... Dương Diệp khó hiểu. Ninh Thược Dược nói khẽ. Địa phương tổ tiên thần tộc ta an nghỉ. Tuy tổ tiên đã vẫn lạc, bất quá bọn hắn vì thần tộc ta để lại hỏa chủng truyền thừa. Thần tộc ta có thể từ trong đó lấy được một ít truyền thừa, ví dụ như võ đảm cùng kiếm đảm truyền thừa cho nhị vị, nhưng... Ta biết. Dương Diệp nói. Hồng mông tử khí, linh khí. Ninh Thược Dược nhẹ gật đầu, sau đó nàng đi tới xa xa, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, thoáng qua, cả vùng đột nhiên rung động. Chỉ chốc lát, một quang đoàn bạch sắc xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhân loại. Lúc này, trong đốm sáng truyền ra một tiếng kinh dị. Ninh Thược Dược nhẹ gật đầu. Thần tộc ta cùng bọn họ giao dịch, kính xin tổ tiên chỉ điểm hai người bọn họ, ân, về phương diện kiếm đảm cùng võ đảm. Kiếm đảm, võ đảm. Trong đốm sáng, thanh âm kia nói khẽ. Thiếu niên thiên tài khó được, hả? Đây là sát ý tổ cảnh đỉnh phong. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Dương Diệp nói. Tiền bối là tổ tiên thần tộc. Thanh âm kia nói. Chuẩn xác mà nói ta là hỏa chủng truyền thừa của thần tộc. Cường giả thần tộc ở các thời kỳ cùng tộc nhân lúc vẫn lạc, đều hết khả năng lưu lại sở học suốt đời ở chỗ này. Có thể nói, ta là một vật dẫn. Ghi lại lịch sử của thần tộc, cũng ghi lại sở học suốt đời của thần tộc qua các thời kỳ. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, giờ phút này hắn xem như thấy được cái gì gọi là nội tình. Cái này kêu là nội tình. Hai người các ngươi có minh bạch như thế nào là gan không? Thanh âm kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dám.
Không sai. Thanh âm kia nói. Cái gọi là gan, chính là dám. Sở dĩ ngươi có được kiếm đảm, nghĩ đến, ngươi cũng là một vị kiếm tu dám đánh dám xông, nhưng ngươi có biết cực hạn của dám là gì không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Thanh âm kia nói. Cực hạn của dám là dám làm việc ngươi không dám. Bất kể là người, hay sinh linh còn lại, địch nhân cuối cùng chính là mình, chinh phục chính mình, đánh bại chính mình, để cho trong nội tâm của mình chỉ có một thanh âm, vậy người này sẽ vô cùng cường đại. Dám làm việc ngươi không dám. Dương Diệp nhíu mày. Không có việc ta không dám làm. Cùng lão tổ giao thủ, ngươi dám bỏ qua tất cả ngoại vật không? Thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đang muốn nói, lúc này thanh âm kia lại nói. Nhìn thấy không, ngươi có chút do dự, thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng nếu như không sử dụng ngoại vật, ngươi không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng tổ cảnh, đúng không? Dương Diệp không có phản bác, xác thực, mới vừa rồi hắn có chút do dự, cái do dự này, như thanh âm kia nói, là đang suy nghĩ có thể chiến thắng tổ cảnh hay không? Cân nhắc, cũng chính là hắn lòng tin không đủ. Đây là một vấn đề lớn. Lúc trước, hắn không có ý thức được, mà bây giờ, hắn ý thức được, thanh âm kia lại nói. Phát hiện không, người dám, người gan, là xây dựng ở ngoại vật trên người, mà người đối với thực lực bản thân, lại không có tự tin quá lớn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người tận lực không đi dùng ngoại vật, vì sao? Bởi vì bọn họ không muốn mình ỷ lại ngoại vật, từ đó rèn luyện gan của mình, rèn luyện lòng tin của mình, để cho tâm và gan của mình tinh khiết nhất. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện, ở trong những cường giả tuyệt đỉnh ngươi biết, hẳn không có một cái nào ngoại vật cường đại hơn bản thân bọn họ, đúng không? Dương Diệp trầm mặc. Ở trong cường giả hắn biết, khỏi cần phải nói xa, chỉ nói phụ thân Dương Vô Địch là không dùng bất kỳ ngoại vật nào, võ thần cũng như thế, còn Tiêu Giao Tử, đối phương dùng kiếm, nhưng chỉ là kiếm bình thường. Lúc này, thanh âm kia lại nói. Kỳ thật, điều này cũng có thể nói là kiếm tâm của ngươi còn có thiếu hụt, không hề viên mãn. Bỏ qua ngoại vật. Dương Diệp hỏi. Không. Thanh âm kia nói. Thiên địa vạn vật, vốn là để lợi dụng, vì sao phải bỏ qua? Ngươi cần chính là để mình mạnh hơn ngoại vật, mà không phải ngoại vật mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi mạnh hơn ngoại vật, dùng ngoại vật, là như hổ thêm cánh, là lực lượng khống chế ngoại vật, không có ngoại vật, ngươi chính là ngươi cường đại. Mà nếu như ngươi yếu hơn ngoại vật, vậy tương đương với đang mượn lực lượng ngoại vật, mà không phải khống chế, giữa hai người này, có bản chất khác biệt. Còn nữa, mượn nhờ lực lượng ngoại vật lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm giác ỷ lại, mà khi ngươi không có ngoại vật, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua chiến thiên trong tay, trầm mặc. Dương Diệp nói. Nói cho cùng, vẫn là kiếm tâm có vấn đề, đúng không? Thanh âm kia nói, xem như thế, kiếm ý của ngươi không thể tiến thêm một bước, đạt tới tổ cảnh, vấn đề là ở chỗ này. Còn vị cô nương kia, vấn đề của nàng ngược lại không lớn, đặc biệt là hiện tại nàng đã rõ ràng. Ta tin tưởng, tương lai không lâu, thực lực của nàng sẽ nâng cao một bước. Nói đến đây, thanh âm kia dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nói kiếm đảm của ngươi một chút, ngươi có tưởng tượng ngưng tụ kiếm đảm không? Ngưng tu kiếm đảm. Làm sao ngưng tụ? Dương Diệp hỏi. Bài trừ mê chướng trong nội tâm. Thanh âm kia nói. Ta lại hỏi ngươi, bây giờ ngươi đối chiến cường giả tổ cảnh, ngươi vận dụng tất cả năng lực, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh chết? Dương Diệp nói. 6-7 thành. Nếu như không dùng ngoại vật, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. 4-5 thành. Thanh âm kia nói, thử xem, Dương Diệp khó hiểu, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói, Dương Diệp do dự một chút, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ngay lúc này, tình cảnh trong tràng đột nhiên biến ảo, giờ phút này, Dương Diệp đưa thân vào một tinh không vô tận, mà ở trước mặt Dương Diệp, đứng một trung niên hình thể cao lớn, tay phải cầm một cây trường thương. Cây trường thương này, Dương Diệp nhận thức, là chiến thiên. Chiến thiên. Mà ở tay trái trung niên, là một tấm thuẫn, chính là chiến thuẫn, trừ lần đó ra, trên hai tay là chiến tý. Chiến thần thần tộc. Trung niên trước mắt này đúng là chiến thần thần tộc. Ngay lúc này,
thanh âm kia lần nữa vang lên bên tai Dương Diệp. Đây là chiến trường mô phỏng, trận pháp cường đại mô phỏng ra một chiến trường, đánh đi. Đương nhiên, nhớ kỹ, đừng tưởng rằng đây là chiến trường mô phỏng thì ngươi không có việc gì. Nếu như ngươi tử vong, thần hồn của ngươi sẽ bị thương nặng, đương nhiên, này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, nếu như ngươi bại ở chỗ này, kiếm tâm của ngươi sẽ lập tức sụp đổ, mà một khi kiếm tâm sụp đổ, ngươi, vạn kiếp bất phục. Kiếm tâm sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tình một vị kiếm tu rất khó thừa nhận, cũng là chuyện tình kiếm tu không nguyện ý nhìn thấy nhất. Này giống như tín niệm sụp đổ. Dương Diệp minh bạch ý tứ của thanh âm kia, nếu Dương Diệp hắn bại, vậy thì đồng nghĩa với tự tin cùng kiếm tâm của Dương Diệp hắn, là dựa vào ngoại vật đến chống đỡ, mà không phải thực lực chân thật của hắn. Mà người, một khi tự mình chối bỏ mình, vạn sự đều diệt. Lúc này, cách đó không xa, chiến thần kia đột nhiên biến mất, thoáng qua. Cả người Dương Diệp bay về phía sau vạn trượng. Còn chưa dừng lại, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó. Răng rắc, toàn thân hắn rách nát ra. Một kích của thần tộc chiến thần, cường hãn đến tận đây. Ngoài vạn trượng, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, đang định vận dụng hồng mông tử khí, nhưng đúng lúc này, thanh âm kia lần nữa vang. Lên! Hồng mông tử khí, cũng thuộc về ngoại vật. Khí này, là của hồng mông tháp, không phải của ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp dùng mình. Hồng mông tử khí không thể dùng. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Dương Diệp hắn không có bất tử chi thân, hắn không có thân bất tử, còn dám giống như trước kia chiến đấu không sợ chết sao? Hắn dám không? Lúc trước hắn dám lấy mạng đổi mạng, chỗ dựa lớn nhất là hồng mông tử khí, có hồng mông tử khí, hắn dám lấy mạng tương bác, bởi vì thân thể của hắn được khôi phục nhanh chóng. Mà bây giờ, tử khí này, không thể dùng. Dùng thực lực chân thật nhất của hắn còn dám làm như thế sao? Giờ khắc này, Dương Diệp ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu như hắn không dám, không hề nghi ngờ, chính hắn cũng chối bỏ mình, mà nếu như hắn dám, hiện tại còn có thể sống sót giống như trước kia sao? Không chỉ Dương Diệp, thần sắc của An Nam Tĩnh cũng ngưng trọng lên. Nói cho cùng, đây là một khảo thí cực kỳ trọng yếu với Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thông qua kiểm tra này, kiếm tâm của hắn vững chắc trước nay chưa có, không chỉ vững chắc, còn có thể nâng cao một bước, kiếm đảm cũng sẽ ngưng tụ theo. Nếu như hắn không thông qua, kiếm tâm của hắn sẽ lập tức sụp đổ, kiếm tâm sụp đổ, thì đồng nghĩa với kiếm đạo sụp đổ, thực lực không chỉ giảm nhiều, còn có khả năng không cách nào tiến thêm một bước. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược nói khẽ. Cũng không phải tận lực nhằm vào hại hắn, bất kể là hắn, hay ngươi, các ngươi đều cần mạnh hơn, không phải sao? An Nam Tĩnh trầm mặc. Đinh Thược Dược lại nói. Nếu như hắn thành công, như vậy trụ cột của hắn sẽ chân chính vững chắc, các phương diện đều sẽ đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cách tổ cảnh chỉ còn lại nửa bước. Này với hắn mà nói, là chuyện tốt, không phải sao? Vạn nhất thất bại. An Nam Tĩnh nói khẽ. Đinh Thược Dược cười nói. Ngươi không có lòng tin với hắn. An Nam Tĩnh lắc đầu. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn lại. Một người cường đại, không phải dựa vào ngoại vật đến định nghĩa, cũng không phải dựa vào ngoại vật đến chống đỡ. Ta nói hai ví dụ, một người đào được kho báu, hắn một đêm chợt giàu, tự tin của hắn nhất định sẽ tăng lên trước nay chưa từng có tiền, liền có tự tin. Nhưng nếu như đột nhiên hắn mất đi hết thảy, tự tin của hắn sẽ tùy theo chung một chỗ biến mất. Nhưng nếu là người dựa vào hai tay khối óc từng bước đi tới đỉnh phong, cho dù hắn đột nhiên mất đi hết thảy, nhưng lòng tự tin của hắn vẫn sẽ tồn tại, bởi vì hắn có thực lực, ngã xuống, hắn còn có thể lần nữa đứng lên. Nói đến đây, nàng hơi dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi nên biết Tiêu Giao Tử cùng phụ thân của Dương Diệp, hai người này cường đại, nguyên nhân là gì? Nguyên ở chính bọn hắn, ngoại vật, bọn hắn không phải không dùng, nhưng với bọn hắn mà nói, ngoại vật chẳng qua là phụ trợ, không có ngoại vật, bọn hắn vẫn cường đại như thần. Một người, chân chính cường đại, là nội tâm cường đại. Bất kể là ngươi hay Dương Diệp, tâm của các ngươi, xác thực rất cường đại, nhưng còn có thể cường đại hơn, không phải sao? An Nam Tĩnh trầm mặc. Đinh Thược Dược nói khẽ. Lúc trước hắn vì mẫu thân cùng muội muội tiến về kiếm tông, lúc kia bởi vì hồng mông tháp, để cho mình từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Nhưng hắn không hề từ bỏ, ba năm như một ngày,
tâm của hắn chưa bao giờ nói bại. Cho dù hiện tại, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ không nói bại, Dương Diệp không có ngoại vật, vẫn cường đại như trước. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược. Ngươi hiểu hắn rất rõ. Đinh Thược Dược nói. Kỳ thật, có khi ta rất hâm mộ ngươi. An Nam Tĩnh nhìn Đinh Thược Dược, trong mắt mang theo hỏi thăm. Nhưng Đinh Thược Dược không có nói cái gì. Một vùng không gian khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần tộc chiến thần một kích đánh lui Dương Diệp, cũng không tiếp tục ra tay, mà chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Mỗi một bước, một cỗ khí thế vô hình sẽ đè xuống Dương Diệp. Lấy thế áp người. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần tộc chiến thần, ở trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Không phải kiếm thủ, mà là kiếm linh. Kiếm thủ, với Dương Diệp mà nói, đây là ngoại vật, mà kiếm linh thì không phải. Kiếm linh là bởi vì hắn mà cường đại, bởi vậy dùng kiếm linh, cũng không tính dùng ngoại vật. Sát ý. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, mà trong tay hắn, kiếm linh rung động kịch liệt. Xa xa, chiến thiên trong tay thần tộc chiến thần đột nhiên rời khỏi tay. Chiến thiên này, tốc độ cũng không nhanh, phải nói chợt nhanh chợt chậm. Nếu như là cực nhanh, Dương Diệp còn không sợ, nhưng chợt nhanh chợt chậm, làm cho thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm dán ở mi tâm, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Đạo kiếm quang này không hề cắt về phía chiến thiên, mà dùng một biên độ quỷ dị vượt qua chiến thiên, trực tiếp đâm về phía thần tộc chiến thần. Nhưng thần tộc chiến thần không tránh không né, giơ quyền lên oanh một cái. Am! Đấm ra một quyền, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp biến mất. Nhưng đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu máu bổ tới chiến thần. Một kiếm rơi xuống, không gian bị xé nứt ra một vết rách đen kịt. Thần tộc chiến thần đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, kiếm của Dương Diệp không cách nào tiến nửa tấc, bởi vì kiếm của hắn bị hai tay gắt gao kẹp lấy. Thoáng qua, chiến thần đá về phía bụng Dương Diệp. Một cước này nếu trúng, Dương Diệp không chết cũng tàn. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, thời điểm chiến thần kia vung chân, tay phải hắn đột nhiên buông kiếm, sau đó nắm chắc thành quyền, mãnh liệt oanh một cái. Âm! Quyền cước chạm vào nhau, không gian run lên kịch liệt, cả hư không thế giới hư ảo. Dương Diệp té bay ra ngoài, thời điểm hắn bay ngược, tay chiến thần nắm lấy kiếm của hắn ném tới, xùy. Một đạo kiếm quang huyết sắc kích bắn về phía Dương Diệp, những nơi đạo kiếm quang huyết sắc này đi qua, không gian bị xé tan thành phấn, lực lượng cường đại lay động đất trời. Lực lượng tinh thuần. Đây là lực lượng của chiến thần, mặc dù đối phương không biết kiếm đạo, nhưng lực lượng tinh thuần này làm cho đạo kiếm quang kia vô cùng cường đại. Ở trong tay loại cường giả này, đừng nói kiếm. Ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng có thể biến thành sát khí cường đại. Xa xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên huyết quang, tay phải hắn chậm rãi thò ra, cùng lúc đó, kiếm vực xuất hiện, thoáng qua, tốc độ của thanh kiếm kia chậm lại, cuối cùng, kiếm linh bình bình ổn ổn rơi vào trong tay Dương Diệp. Kiếm vực, này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Tay cầm kiếm linh, một cỗ sát ý kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Cỗ sát ý này rất nhanh tràn cả kiếm vực, trong kiếm vực một mảnh huyết hồng. Xuy 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 xuy. Từng đạo kiếm quang huyết sắc tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ về phía chiến thần. Cách đó không xa, hai mắt chiến thần khép hờ, một tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cũng không có phòng ngự, mà dùng thuẫn đỡ đòn những kiếm khí kia của Dương Diệp, sau đó vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp híp lại, thực lực của chiến thần này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang huyết sắc phóng lên trời, sau đó đáp xuống, sau một khắc. Ầm, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên lá chắn của chiến thần, âm thanh nổ vang rung trời, trong tràng vô số kiếm khí ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng chiến thần kia vừa chạm liền phân, riêng phần mình liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai người lần nữa bắn tới. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Thực lực chân thật của Dương Diệp như thế nào? Hiện tại có thể thấy được. Mặc dù hắn chỉ là thánh nhân, nhưng sát ý của hắn chứng tổ, hơn nữa còn là tổ cảnh đỉnh phong, ý thức chiến đấu cũng siêu cường, bởi vậy, cho dù hắn không cần ngoại vật, cũng có thể cùng tổ cảnh đụng nhau. Bất quá như hắn nói,
dưới tình huống không dùng ngoại vật, hắn muốn giết lão tổ, chỉ có 3-4 thành nắm chắc. Hắn chẳng qua là sát ý đạt tới tổ cảnh, mà những lão tổ này, là cảnh giới đạt tới tổ cảnh. Áp chế. Cùng chiến thần chiến đấu, Dương Diệp dần dần bị áp chế. Mà giờ khắc này, dưới tình huống không có hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn cũng đã thành tổ ong, các nơi trên người đều đang chảy máu. Nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, những máu này chảy ra sau đều bị hắn hấp thu. Mà khi hắn hấp thu những huyết khí này, hắn phát hiện sát ý của mình càng cường đại. Cường đại hơn. Nhưng hiện tại vấn đề đến, nếu như hắn không thể ở trước khi máu hắn chảy khô chiến thắng chiến thần, vậy hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bay ra ngoài, không trung, máu tươi tùy theo vung vãi, bất quá rất nhanh, máu tươi bị Dương Diệp hấp thu, phải nói là bị sát ý của hắn hấp thu. Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía chiến thần. Hiện tại, hắn chỉ có một con đường. Liều chết với thần tộc chiến thần này. Dương Diệp hắn không có đường lui. Không có kiếm thủ, không có hồng mông giáp, không có hồng mông tử khí, không có ly hỏa, Dương Diệp hắn vẫn dám đánh, dám liều, dám giết. Tựa như rất nhiều người trên thế gian, lão tử không có tiền, lão tử không có thế, lão tử không có hậu trường, nhưng lão tử có chứng, nếu ngươi dám lừa gạt ta, lão tử liền dám làm ngươi. Người sống cả đời, có thể không có tiền, không có thế, không có hậu đài, nhưng không thể không có chứng. Người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Trong hư không chiến trường, chiến đấu càng kịch liệt. Lúc này Dương Diệp mình đầy thương tích. Không biết trải qua bao lâu. Ở trong chiến trường mô phỏng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, toàn bộ hư không chiến trường vỡ nát. Hóa thành hư vô. Hết thảy bình tĩnh lại. Lúc này, một nhân ảnh ầm ầm rơi vào trước mặt An Nam Tĩnh và Đinh Thược Dược. Bóng người này, đúng là Dương Diệp. Lúc này trên người Dương Eo Diệp không có thương tổn, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù vừa rồi chỉ là chiến trường mô phỏng, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, cúc tiêu hao rất nhiều, cái tiêu hao này, là tinh thần cùng thần hồn. Hắn thành công. Lúc này, An Nam Tĩnh nói khẽ. Trong chiến trường mô phỏng, Dương Diệp cùng chiến thần kia thắng bại đã không trọng yếu. Quan trọng là, Dương Diệp đã chứng minh hắn. Dương Diệp hắn không có ngoại vật gia trì, vẫn cường đại như cũ, vẫn là Dương Diệp kia. Cái này đã đủ rồi. Kiếm tâm vững chắc, kiếm đảm ngưng tụ. Dương Diệp cũng không có mở mắt ra, giờ phút này hắn đã nhập định. Một trận chiến này với hắn mà nói, không chỉ là một trận chiến, càng là kiếm tâm vững chắc, kiếm đảm ngưng tụ. Ninh Thược Dược cùng An Nam Tĩnh cũng không có quấy rầy Dương Diệp, hai nữ lui qua một bên, lúc này An Nam Tĩnh nói. Ta cũng phải như hắn sao? Ninh Thược Dược khẽ lắc đầu. Ngươi không ỷ lại ngoại vật, không cần vững chắc võ đạo chi tâm cùng võ đảm của mình. Nhưng hắn không giống, qua nhiều năm như vậy, hắn đã có được quá nhiều thần vật, những thần vật này, hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đều có ảnh hưởng. Mục đích lần này, chính là để cho kiếm tâm của hắn càng thêm vững chắc, hiện tại xem ra, hắn thành công. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Ninh Thược Dược, sau đó nói. Có chuyện ngươi làm sai. Ninh Thược Dược quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói khẽ. Lúc trước, nếu như ngươi cần Tiểu Bạch, trực tiếp tìm hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn Tiểu Bạch, vì thần tộc ngươi không có ý hại Tiểu Bạch. Nhưng ngươi ở khi hắn khó khăn nhất làm như vậy, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phản bội. Hắn là một người trọng tình, đó là đối với người mình, nhưng đừng quên, hắn cũng là một người tuyệt tình. Ninh Thược Dược không nói gì. An Nam Tĩnh cũng không nói gì. Cứ như vậy, hai nữ chung một chỗ yên tĩnh chờ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Cảm giác? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, cảm giác của hắn bây giờ rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu, thật giống như dục hỏa trọng sinh. Kiếm tâm được tăng lên, kiếm đảm cứng lại. Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng tìm tòi. Trong chốc lát, kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Nhìn kiếm ý, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười. Kiếm ý không có đạt tới tổ cảnh, nhưng kiếm ý này đã không phải kiếm ý lúc trước. Chính xác mà nói, lần này hắn tăng lên, không phải kiếm ý cùng cảnh giới, mà là kiếm đạo tăng lên. Hắn hiện tại, so với dĩ vãng càng thêm tự tin,
lúc trước ngay cả mình cũng cảm giác nếu như không có ngoại vật, rất khó đánh bại một vị tổ cảnh. Nhưng bây giờ, coi như không cần kiếm thủ cùng hồng mông giáp, hắn cũng có lòng tin đánh bại một vị lão tổ. Mà nếu như dùng ngoại vật, hắn càng có thêm phần thắng. Mà lần này kiếm đạo tăng lên, cũng vì ngày sau kiếm ý tăng lên đánh xuống trụ cột kiên cố. Hắn hiện tại, sát ý tổ cảnh đỉnh phong, kiếm ý nửa bước tổ cảnh, kiếm vực, kiếm tâm thông minh. Nếu như dùng kiếm thủ có thể lập tức tăng lên kiếm ý của hắn, phải biết dưới tình huống có kiếm thủ tương trợ, sát ý căn bản là không có cách áp chế kiếm ý của hắn, bởi vậy một khi hắn dùng kiếm thủ, thì đồng nghĩa với hắn có được sát ý tổ cảnh cùng kiếm ý tổ cảnh, lại thêm năng lực đặc thù của kiếm thủ, chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Thu hoạch rất lớn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược cùng An Nam Tĩnh. Chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó tiến vào trong hồng mông tháp. Tu luyện. Vừa rồi sở dĩ nàng không tu luyện, tự nhiên là vì Dương Diệp, hiện tại Dương Diệp đã thanh tỉnh, nàng cũng muốn đi thử một chút. Đinh Thược Dược mang theo Dương Diệp đi tới thần điện, tại đó, Thích Thiên đang chờ. Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chúc mừng. Dương Diệp không nói gì. Tay phải vung lên, hồng mông tử khí liên tục không ngừng bao phủ Thích Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, đều hấp thu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch xuất hiện, ở dưới Dương Diệp chỉ bảo, Tiểu Bạch thả ra vô số linh khí về phía Thích Thiên. Giúp Thích Thiên chữa thương. Đây chính là giao dịch của hắn và thần tộc. Chữa thương. Thích Thiên điên cuồng hấp thu hồng mông tử khí của Dương Diệp và linh khí của Tiểu Bạch, cứ như vậy, rằng có gần 2 giờ, Dương Diệp và Tiểu Bạch ngừng lại. Cách đó không xa, Thích Thiên hít sâu một hơi, một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra, không gian ở dưới uy áp điên cuồng rung động. Lúc này Thích Thiên mở hai mắt ra, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, uy áp hư không tiêu thất. Chúc mừng! Dương Diệp nói. Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bất quá khôi phục 8 phần mà thôi, không có gì đáng chúc mừng. 8 phần! Dương Diệp nói. Còn cần không? Thích Thiên lắc đầu. Có thể khôi phục 8 phần, đã rất khó được. Còn dư lại, cần chính ta chậm rãi khôi phục, không gấp được. Vừa nói, hắn bấm tay điểm ra, một quyển trục rơi vào trước mặt Dương Diệp. Vật gì? Dương Diệp hỏi. Thích Thiên nói. Truyền tống trục, nếu hư linh đại lục ngươi có nguy hiểm, ngươi bóp nát vật ấy, ta sẽ đích thân đến. Đương nhiên, nếu bất tử tộc phát hiện thần tộc ta, có chỗ cần tương trợ. Cũng mong ngươi ra tay giúp đỡ. Dương Diệp nói. Chúng ta phải ngồi chờ chết như thế. Ngồi chờ chết. Thích Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng minh Dương Diệp ngươi lòng tham rất lớn. Nhưng bây giờ chúng ta không ngồi chờ chết còn có những biện pháp khác sao? Phản công bất tử tộc, đi đại bản doanh của bất tử tộc. Không nói những gia hỏa kia, chỉ nói 600 bất tử kỵ sĩ chúng ta cũng giải quyết không được, coi như dọn dẹp. Sợ là chúng ta cũng sẽ trả giá thê thảm. Chớ nói chi là, sau lưng bất tử tộc còn có cường giả chưa lộ diện. Dương Diệp nói. Chờ bọn hắn đến. Thích Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đến lúc đó lại thương lượng một chút, như thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói cái gì, ôm Tiểu Bạch quay người rời. Đi. Thược Dược thay ta tiễn khách. Lúc này Thích Thiên đột nhiên nói, Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, nhưng lúc này. Dương Diệp đột nhiên nói. Không cần làm phiền. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đã biến mất ở trong đại điện. Trong điện, Đinh Thược Dược trầm mặc không nói. Thích Thiên nói khẽ. Thược Dược, gần đây bất tử tộc có động tĩnh gì không? Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu. Trước đó bọn hắn tiến công hư linh đại lục bị ngăn trở, đám bất tử kỵ sĩ kia liền lui về di tích tiệc sử, bây giờ các nàng tựa hồ đang chữa thương. Vô tận hắc động thì sao? Thích Thiên lại hỏi. Ninh Thược Dược lắc đầu. Không cách nào tới gần, chỗ đó là địa phương đi thông đại bản doanh bất tử tộc, có lực lượng cường đại trấn thủ, chỉ cần tới gần, thì sẽ bị diệt sát. Bởi vậy chúng ta căn bản vào không được. Vậy vì sao bọn họ không đi ra? Thích Thiên trầm giọng nói. Ninh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có lẽ là có nguyên nhân gì để cho bọn hắn không cách nào hiện tại đi ra, hoặc là... Bọn họ đang kiêng kỵ cái gì? Kiêng kỵ cái gì? Thích Thiên nhìn về phía Đinh Thược Dược. Chỉ giáo cho. Đinh Thược Dược lắc đầu. Ta cũng chỉ là suy đoán. Thích Thiên nói khẽ. Bất kể như thế nào,
lúc này đây, thần tộc ta thật sự phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy, là vạn kiếp bất phục. Ninh Thược Dược nhẹ gật đầu, không nói gì. Dương Diệp đi ra thần vực, lúc này đây đi thần vực, để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ hắn, An Nam Tĩnh cũng đã nhận được một vài chỗ tốt, có chiến thuẫn cùng chiến thần tí, thực lực của An Nam Tĩnh sẽ lên một tầng. Đương nhiên, coi như không có hai vật này, thực lực của An Nam Tĩnh cũng cực mạnh, với nàng mà nói, nàng cũng không ỷ lại ngoại vật. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp vừa trở lại Hư Linh Đại Lục, một cỗ uy áp ngập trời bao phủ Hư Linh Đại Lục. Cỗ uy áp này cực kỳ cường đại, mạnh hơn lão tổ bình thường nhiều. Cả Hư Linh Thành, mọi người thất kinh, nhao nhao ngẩng đầu, bất tử tộc lại đến. Nội thành, Dương Diệp nhíu mày, chân phải hắn nhẹ nhàng đạp, cả người hóa thành một đạo huyết quang trùng thiên dựng lên, đi tới trên không Hư Linh Thành, ở trước mặt hắn không xa, là một yêu ma hình dạng dữ tợn. Yêu ma này, dĩ nhiên chính là yêu ma ở Thủy Nguyên Đại Lục. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta, các hạ là ai? Yêu ma cười gằn. Ngươi đoán thử xem. Dương Diệp nhíu mày. Bất tử tộc. Bất tử tộc. Yêu ma bật cười một tiếng. Cái đồ chơi rác rưởi gì, lão tử là yêu ma thời kỳ Thủy Nguyên, ngươi biết yêu ma không? Chính là yêu thú. Dương Diệp hỏi. Cái gì yêu thú? Yêu ma cả giận nói. Yêu ma, người biết cái gì gọi là yêu ma sao? Lão tử là loại yêu thú cấp thấp kia có thể so sao? Dương Diệp nói. Vậy ngươi là bất tử tộc? Lão tử không phải bất tử tộc. Yêu ma gầm thét. Bất tử tộc là đồ chơi rác rưởi gì, có thể so với lão tử? Lão tử là. Ngươi nói cái gì? Dương Diệp đột nhiên cắt đứt yêu ma nói. Ngươi nói bất tử tộc là rác rưởi. Nói đùa gì vậy? Ở trước mặt bất tử tộc, người sợ là ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, bất tử tộc cường đại, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Thả giám thí. Yêu ma căm tức nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi đến cùng biết cái gì gọi là yêu ma không? Ngươi, ta thả giám. Dương Diệp lần nữa cắt đứt yêu ma. Vậy ngươi có dám theo ta đi bất tử tộc hay không, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hay là nói, vừa rồi ngươi chỉ chém gió. Đi thì đi. Yêu ma chừng Dương Diệp. Chờ lão tử trở tay diệt bất tử tộc, lại dọn dẹp ra hỏa không có kiến thức như ngươi một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi bất tử tộc. Dương Diệp nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Yêu ma đi theo. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp cùng yêu ma xuyên thẳng qua. So tốc độ. Yêu ma tăng tốc độ lên tới cực hạn. Bất kể là Dương Diệp hay yêu ma, đều không thể hoàn toàn bỏ qua đối phương. Giờ phút này, trong lòng yêu ma cũng có chút khiếp sợ tốc độ của Dương Diệp, cảnh giới của hắn vượt qua Dương Diệp rất nhiều, trong mắt của hắn, Dương Diệp căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng tốc độ của Dương Diệp không hề thua hắn. Ngay tại lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Yêu ma cũng theo đó ngừng lại. Như thế nào? Dương Diệp nói. Vị tiền bối này, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là thôi đi. Bất tử tộc kia thật rất cường đại, ta rất sợ, chúng ta đi, sợ là đã đi là không thể về. Ngươi yên tâm. Yêu ma lạnh nhạt nói. Có bản ma ở đây, ngươi khẳng định có thể còn sống trở về. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, bất tử tộc thật sự rất nguy hiểm, ta, chúng ta đừng đi cho tốt, ta. Ngươi có phải nam nhân hay không? Lúc này yêu ma đột nhiên cả giận nói. Để cho ngươi đi thì đi. Người bà mẹ nó lằng nhằng cái gì? Dương Diệp do dự một hồi lâu, sau đó cố mà làm, nói. Được, vậy thì đi, ta tin tưởng tiền bối. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở cách không xa. Yêu ma hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Di tích tiền sử. Hôm nay di tích tiền sử biến thành một cứ điểm của bất tử tộc, 600 bất tử kỵ sĩ ở nơi này. Mà bình thường, những bất tử kỵ sĩ này đại đa số sẽ đi bên ngoài cướp đoạt tử khí, tuy như thế, nhưng bây giờ nơi đây cũng có 200-300 bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp mang theo yêu ma đi tới khu vực của di tích tiền sử, thời điểm bước vào di tích tiền sử, yêu ma nhíu mày. Hắn không phải ngu ngốc, sau khi đến, hắn đã cảm giác được nơi này có chút không tầm thường. Đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, sau đó phẫn nộ quát.
đám cặn bã bất tử tộc, đều cút ra đây cho lão tử. Yêu ma kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Một đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ các nơi phóng lên trời, thoáng qua, vô số bóng người rơi vào trước mặt Dương Diệp. Bất tử kỵ sĩ. Hơn 100 bất tử kỵ sĩ, mà cầm đầu đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Nhìn thấy Dương Diệp, Độc Cô Tuyệt Thiên nhíu mày. Dương Diệp, ngươi ăn hùng tâm báo đảm hả? Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Độc Cô Tuyệt Thiên phẫn nộ quát. Lớn mật, ở trước mặt yêu ma tiền bối, ngươi còn dám phát ngôn bừa bãi, còn không qua đây dập đầu thỉnh tội. Yêu ma. Ánh mắt Độc Cô Tuyệt Thiên đã rơi vào trên người yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp, hắn như thế nào nhìn không ra, Dương Diệp này hố hắn, hắn đương nhiên sẽ không bị Dương Diệp coi là vũ khí sử dụng, đang muốn nói, lúc này Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên chỉ vào hắn. Yêu ma, cái đồ chơi rác rưởi gì? Dương Diệp, hiện tại bất tử tộc ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, mang theo rác rưởi này cút nhanh lên, nếu không. Rác rưởi. Thần sắc của yêu ma lập tức dữ tợn. Tiện nhân, ngươi nói ai rác rưởi? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn yêu ma. Ngươi không phải rác rưởi, loại người như ngươi. Chết đi cho lão tử. Yêu ma đột nhiên hét giận dữ, thoáng qua, một cái móng vuốt trực tiếp vỗ về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên cũng sớm có phòng bị, thời điểm yêu ma xuất thủ, trường thương rời khỏi tay. Trong tràng, một tiếng nổ vang lên, thoáng qua, Độc Cô Tuyệt Thiên bay ra sau gần vạn trượng. Giờ khắc này, trong mắt Độc Cô Tuyệt Thiên hơn nhiều vẻ ngưng trọng. Không chỉ Độc Cô Tuyệt Thiên, trong mắt Dương Diệp cũng hơn nhiều vẻ ngưng trọng, thực lực của yêu ma này quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, yêu ma đột nhiên thả người bay lên, bay thẳng đến Độc Cô Tuyệt Thiên. Một cái đụng này, mấy vạn trượng không gian bị đụng nhăn nhó, mà không gian xung quanh Độc Cô Tuyệt Thiên càng bị va sụp, trong không gian sụp đổ, thân hình Độc Cô Tuyệt Thiên lóe lên, nhanh lùi lại, cùng lúc đó. Hai cây trường thương sau lưng nàng đột nhiên phóng lên trời, sau đó hóa thành hai đạo ngân mang bắn về phía yêu ma. Thình thịch, trong không gian hắc động, hai tiếng nổ vang tựa như sấm rền, trong mắt của mọi người, hai cây trường thương của Độc Cô Tuyệt Thiên bị đánh bay, mà tốc độ của yêu ma không giảm, đi thẳng tới trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên. Phá! Hai tay Độc Cô Tuyệt Thiên nắm hai đoạn kiếm, sau đó mãnh liệt bổ xuống. Hai kiếm rơi xuống. Độc Cô Tuyệt Thiên cùng yêu ma bị lực lượng cường đại chấn ra, Độc Cô Tuyệt Thiên cũng không dừng tay, hai tay vẫy một cái, hắc khí ngưng tụ thành một thanh trường thương dài đến mấy trăm trượng, ngay sau đó trường thương phá không mà đi, đánh về phía yêu ma. Yêu ma cũng không dùng vũ khí, giơ tay vỗ ra một trường. Một trường rơi xuống, không gian rung rung, lực lượng giống như vỡ đê. Rầm rầm. Ở trong không gian hắc động, từng tiếng nổ vang cuồn cuộn không ngừng. Cách đó không xa, Dương Diệp càng xem càng kinh ngạc, hắn đối với lai lịch của yêu ma này cũng không rõ ràng lắm, lúc trước sở dĩ dẫn đối phương tới nơi này, chỉ là muốn hố đối phương, nhưng hắn thật không ngờ, thực lực của yêu ma lại có thể cường đại như thế. Mạnh mẽ hơn lão tổ rất nhiều. Xa xa, yêu ma đột nhiên trừng Dương Diệp. Lão tử tung hoành thiên hạ, lúc nào trốn, muốn chạy trốn cũng là ngươi trốn, hôm nay lão tử không giết chết nàng thề không bỏ qua. Dương Diệp nói, tiền bối, không trốn sẽ chết. Chết thì chết. Yêu ma cả giận nói. Tiểu tử ngươi câm miệng cho lão tử, nhìn cho thật kỹ, nhìn hôm nay lão tử diệt bất tử tộc như thế nào. Nói xong, hắn mặc kệ Dương Diệp, giống như điên vọt về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Một bên, Dương Diệp nhún vai, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Được, ta nhìn. Nhưng đúng lúc này, một đám bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Ánh mắt bất thiện. Dương Diệp chỉ yêu ma. Ta khuyên các ngươi chớ làm loạn, vị tiền bối này của ta, trở tay có thể diệt bất tử tộc các ngươi. Diệt chúng ta. Danh thống thứ nhất đứng dậy, cười nhạo một tiếng. Dương Diệp, ta không biết ngươi đi đâu tìm đến một tên điên như vậy, nhưng không thể không nói, nếu như ngươi gửi gắm hy vọng ở trên người hắn, vậy ngươi phải thất vọng rồi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, cả giận nói. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể xem nhẹ ta, nhưng các ngươi không thể coi thường tiền bối của ta, lão nhân gia hắn là yêu ma, ngươi biết cái gì là yêu ma không? Bất tử tộc ngươi hẳn không biết, yêu ma là. Nói đến đây, Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó lại nói. Yêu ma là sinh vật mạnh mẽ nhất trong trời đất này. Bây giờ tiền bối hắn bị thương,
hắn ở thời kỳ đỉnh phong, trở tay liền có thể để cho bất tử tộc ngươi vạn kiếp bất phục. Bằng hắn, khóe miệng danh thống thứ nhất nổi lên vẻ khinh thường. Bất tử tộc ta chinh chiến vô số vũ trụ, đã gặp cường giả nhiều biết bao. Như loại mặt hàng này, ở thời kỳ bất tử tộc ta đỉnh phong, đừng nói đến tìm bất tử tộc ta phiền toái, nhìn thấy bất tử tộc ta, sợ là đã bị hù lập tức quỳ xuống dập đầu. Dương Diệp, ta không muốn nói nhảm với ngươi, ngươi đã đến nơi này, vậy hôm nay liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói xong, nàng nắm trường thương trong tay bay thẳng đến Dương Diệp. Xuy, thương phá trời cao, không gian bị đánh rách tả tơi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ở trong đại quân bất tử tộc, thực lực của danh thống thứ nhất gần độc cô tuyệt thiên nhất. Dương Diệp mặt không biểu tình, giơ tay chém ra một kiếm. Xuy, ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang kích trường thương bay ngược về. Đồng tử của danh thống thứ nhất hơi co lại, tay phải tiếp được trường thương, sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Danh thống thứ nhất bay thẳng ra sau ngàn trượng. Dưới chân, là hai cái rãnh sâu hóm. Giờ khắc này, các bất tử kỵ sĩ kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, danh thống thứ nhất lần nữa bắn ra, Dương Diệp cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung, vô số không gian rạn nứt, danh thống thứ nhất bay ra ngoài. Không chung, danh thống thứ nhất đang muốn phản kích, nhưng đúng lúc này, sắc mặt nàng đại biến. Xuy. Một thanh kiếm chui vào mi tâm nàng. Mau ngăn cản hắn. Danh thống thứ nhất đột nhiên gầm thét. Chỉ cần Dương Diệp không tiếp tục thi triển lực lượng, nàng sẽ không chết. Trong tràng, những bất tử kỵ sĩ kia phản ứng cực nhanh, lập tức vọt về phía Dương Diệp. Hơn 100 bất tử kỵ sĩ chung một chỗ lao về phía Dương Diệp căn bản không có cách đi đối phó danh thống thứ nhất. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước. Một cổ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, toàn bộ thương thiên trở nên huyết hồng, nhưng còn chưa kết thúc, lại một cỗ ý cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm ý. Bất quá kiếm ý này mới vừa ra liền bị sát ý áp chế. Nhưng rất nhanh, khí tức kiếm ý đột nhiên tăng vọt, sau đó phóng lên trời, không hề yếu hơn sát ý. Bởi vì kiếm trong tay của Dương Diệp, đã biến thành kiếm thủ. Khi hắn nắm kiếm linh, sát ý có thể nghiền ép kiếm ý, mà khi hắn nắm kiếm thủ, hai cỗ ý cảnh ai cũng không áp chế nổi ai. Sát ý, kiếm ý. Mũi chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Một đám kiếm quang lóe lên. Xuy xuy xuy. Cách đó không xa, ba bất tử kỵ sĩ đầu bay ra ngoài. Giờ khắc này, vô số bất tử kỵ sĩ hoảng hốt. Trong đám người, Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay của mình. Ai di chuyển, người đó chết. Láo xược. Một bất tử kỵ sĩ gầm lên, muốn ra tay. Xuy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào mi tâm nàng, hai mắt bất tử kỵ sĩ kia lập tức trợn lên. Sau lưng bất tử kỵ sĩ, Dương Diệp nắm kiếm chậm rãi rút ra, mi tâm cùng cái ót của bất tử kỵ sĩ, máu tươi như trụ. Rất nhanh, Dương Diệp rút kiếm ra, tay hắn nhẹ nhàng chấm máu tươi, sau đó đặt ở trên đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Thần sắc hơi có chút say mê. Ta có chút mê luyến khoái cảm giết này người rồi. Khặc khặc xxxxxx. Trong hư linh thành, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cử đi như thế. Trong điện, Dương Liêm Sương nhíu mày. Sẽ không có nguy hiểm chứ. Bên cạnh Dương Liêm Sương, Viên lão khẽ lắc đầu. Hẳn sẽ không, hắn hiện tại, nếu muốn trốn, không có mấy người có thể lưu hắn lại. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Chỉ mong như vậy, cách đó không xa, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám bất tử kỵ sĩ kia, trong mắt của hắn là hai vùng biển máu, tầm mắt đạt tới, không người dám đối mặt. Khóe miệng Diệp nổi lên nụ cười quỷ dị, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Dương Diệp quay đầu. Giờ phút cày, cả người độc cô tuyệt thiên bị yêu ma đánh bay ra ngoài, yêu ma còn muốn truy kích, bất quá ngay lúc này. Gần 200 bất tử kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt yêu ma, sco một khắc, 200 bất tử kỵ sĩ đồng loạt ra tay, yêu ma bị đẩy lui. Yêu ma nhìn thoáng qua những bất tử kỵ sĩ kia, nhíu mày. Đám nữ tử này thật sự có tài a. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này Dương Diệp cũng nhìn hắn, khi thấy ánh mắt của Dương Diệp, trong nội tâm hắn cả kinh. Sát ý của tiểu tử này là sao đậm đặc như thế?
Lúc này, hai mắt Dương Diệp dần dần đóng lại. Tiền bối, cần giúp không? Yêu ma hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi rất âm a. Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết mình trúng quỷ kế của Dương Diệp, bất quá bây giờ, hắn là đâm lao phải theo lao. Hơn nữa coi như hắn muốn đi, đám bất tử kỵ sĩ kia cũng sẽ không để cho hắn đi. Dương Diệp giang tay ra. Ta đã nói với tiền bối, bất tử tộc này vô cùng cường đại, nhưng tiền bối ngươi nói ngươi có thể trở tay diệt các nàng. Ai, tiền bối, ngươi bây giờ nên biết các nàng khủng bố đến mức nào rồi a? Khủng bố? Yêu ma hừ lạnh một tiếng. Bất quá là nhiều người mà thôi. Dương Diệp gật đầu. Đúng đúng, bất tử tộc chính là nhiều người, các nàng căn bản không có can đảm cùng tiền bối đơn đả độc đấu, nếu như đơn đả độc đấu. Nếu như đơn đả độc đấu, vậy thì như thế nào? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp nhíu mày, hắn quay người, vị trí kia là vô tận hắc động. Ở vô tận hắc động, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra. Yêu ma, không nghĩ tới đại thiên vũ trụ này còn có yêu ma, khó được. Đúng rồi, năm đó bất tử tộc ta mới tới mảnh thiên địa này, gặp được vài yêu ma, bọn hắn còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi biết kết quả của bọn hắn không? Lời này, hiển nhiên là nói với yêu ma. Yêu ma nhìn về phía vô tận hắc động, nhíu mày. Giả thần giả quỷ. Thanh âm rơi xuống, hắn duỗi ra một chảo tìm tòi, cự chảo trực tiếp xuyên thấu không gian, đi tới vô tận hắc động, sau đó chộp vào cánh cổng ánh sáng. Nhưng lúc này, ở trong quang môn, một ngón tay đột nhiên chui ra, sau đó điểm vào trên móng vuốt của yêu ma. Móng vuốt của yêu ma lập tức nổ tung. Di tích tiền sử, bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt yêu ma kịch biến. Ngươi muốn tiêu diệt bất tử tộc ta. Trong quang môn kia, một giọng nói truyền ra. Tới thử xem. Bên cạnh yêu ma, Dương Diệp nói khẽ. Tiền bối, chúng ta đi đi, sợ hắn cai búa. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi đi à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi không đi sao? Ta đi làm cái gì? Yêu ma lạnh nhạt nói. Tiểu tử ngươi còn muốn hố chết ta? Dương Diệp. Lúc này, yêu ma quay người nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ kia, sau đó nói. Tiểu tử, ta muốn đi, ngươi có đi hay không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không đánh nữa sao? Muốn đánh chính ngươi đánh đi. Yêu ma nói xong, trực tiếp quay người biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Dương Diệp sờ mũi, sau đó cũng muốn rời đi, mà lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Muốn tiễn ta? Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh. Dương Diệp, ngày tốt của ngươi rất nhanh sẽ chấm dứt. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta rất muốn biết, bất tử tộc ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đến cùng đã diệt bao nhiêu tộc a? Không nhớ rõ. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Các ngươi đã diệt nhiều tộc như vậy, sau đó còn phải tiếp tục diệt, có ý nghĩa sao? Ý nghĩa? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, ta đối với ngươi, cũng hiểu rõ một chút. Ngươi là một người ích kỷ, trong lòng ngươi, căn bản không có cái gọi là dân tộc đại nghĩa, nếu như lúc trước ngươi chịu vì nhân tộc đứng ra, nhân tộc sao sẽ như thế? Nhưng ngươi không làm, nhưng mỗi bất tử kỵ sĩ của bất tử tộc ta, có thể vì bất tử tộc mà chết. Dương Diệp lắc đầu. Ta vì nhân tộc đứng ra qua, thế nhưng bọn hắn buông tha ta. Biết hư linh tộc không? Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Hử? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Năm đó, bất tử tộc ta đi vào đại thiên vũ trụ, gặp hư linh tộc, mặc dù là địch thủ, nhưng bất tử tộc ta rất tôn trọng hư linh nữ cùng hư linh tộc. Bởi vậy sau khi diệt hư linh tộc, bất tử tộc ta không hủy diệt hư linh đại lục. Biết vì sao bọn hắn được bất tử tộc ta tôn trọng không? Bởi vì bọn họ đoàn kết, bởi vì cả hư linh tộc chiến đến chết, đều không có một cái nào đầu hàng. Quan trọng nhất là, cả hư linh tộc chịu vì hư linh nữ mà chết. Nhân tộc ngươi, kể cả thần tộc cùng với bách tộc hôm nay, so với bọn hắn, kém không phải một chút, đều là một đám con sâu cái kiến vì tư lợi. Bất tử tộc ngươi rất đoàn kết. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Nếu không đoàn kết, bất tử tộc ta làm sao ở trong vũ trụ mịt mờ này sinh tồn được? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, từ xưa đến nay,
chủng tộc không đoàn kết, có thể sống bao lâu? Dương Diệp trầm tư hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta, vì sao bất tử tộc ngươi phải giết chóc như thế, chẳng lẽ các ngươi thật phải dùng giết người hấp thu tử khí mới có thể tiếp tục sống sót? Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi quá ngây thơ, ngươi căn bản không biết tính tàn khốc của vũ trụ này, còn nữa, ngươi nên biết Thủy Nguyên tộc, ngươi biết lúc trước Thủy Nguyên tộc vừa đi vũ trụ mới kia, việc đầu tiên làm là cái gì không? Dương Diệp nhíu mày. Cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Là cướp đoạt, là giết chóc, bọn hắn làm sự tình máu tanh, tuyệt không thua bất tử tộc ta. Ta phổ cập kiến thức cho ngươi một chút, trong vũ trụ mịt mờ, ra đời vô số sinh linh, vô số loại chủng tộc, đặc biệt là ở thời kỳ bất tử tộc ta, vô số vũ trụ giao hội, ngàn vạn chủng tộc mọc lên san sát như rừng, mà nhiều chủng tộc như vậy, muốn sinh tồn, muốn linh khí, muốn tài nguyên trong thiên địa. Thời điểm linh khí không đủ, lại không có thăm dò được vũ trụ mới, sẽ như thế nào? Giết chóc. Dương Diệp trầm giọng nói. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, kẻ yếu, không có quyền lợi sinh tồn. Sinh linh ở đại thiên vũ trụ này yếu, nên các ngươi đáng chết, cái này là pháp tắc sinh tồn của vũ trụ, ngươi yếu đáng chết. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Xem như thêm kiến thức. Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói, lúc chúng ta gặp lại, người không chết, chính là bất tử kỵ sĩ chúng ta vong. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta chờ các ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, một bất tử kỵ sĩ đi tới bên cạnh Độc Cô Tuyệt Thiên. Tôn thượng, nếu người này lớn lên, nhất định trở thành đại địch của bất tử tộc ta. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói, hắn không có cơ hội này. Còn nữa, coi như hắn lớn lên, bất tử tộc ta lại có sợ gì? Bất tử kỵ sĩ khẽ gật đầu. Tộc trưởng hắn, lúc nào mới có thể bế quan đi ra? Độc Cô Tuyệt Thiên trầm giọng nói. Không biết, bất quá cũng sắp. Đáng tiếc Tiểu Lâu đại nhân vì tộc trưởng hộ pháp không thể đi ra, bằng không thì chuyện của đại thiên vũ trụ này đã sớm bình định. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Lo lắng của ta không phải Dương Diệp. Mà là trung niên áo bào trắng kia, người này quả nhiên thần bí khó lường, nếu như hắn nhúng tay vào chuyện của bất tử tộc ta, sợ là bất tử tộc ta sẽ có phiền toái rất lớn. Coi như người này lại mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn Tiểu Lâu đại nhân cùng tộc trưởng. Bất tử kỵ sĩ nói. Tôn thượng cảm thấy thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng đúng, đúng rồi, chuyện tình để cho ngũ tổ xử lý như thế nào? Bất tử kỵ sĩ trầm giọng nói. Đang làm, bất quá năm người này không thật tình thần phục bất tử tộc ta. Khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên nổi lên một tia cười lạnh. Thời điểm Tiểu Lâu đại nhân cùng tộc trưởng đi ra, chính là lúc bọn họ diệt vong. Hiện tại chúng ta trước mặc kệ bọn hắn, để cho bọn hắn mỏ mẫm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, mà sau lưng hắn là yêu ma. Trên không Hư Linh Thành. Dương Diệp nói. Tiền bối, người cuối cùng muốn làm gì? Yêu ma quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Tuổi còn nhỏ, âm hiểm như thế, người rất lợi hại. Dương Diệp nói. Ta không phải người như thế. Tiền bối vừa ra cho thấy thần uy như thế, ta cũng là e ngại thực lực của tiền bối, cho nên mới nghĩ ra chiêu này, có chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Là một nam nhi. Yêu ma đột nhiên nói. Không hư giả, ta thích người tính cách như ngươi, ta cũng không hư giả, lần này tới tìm ngươi, là hy vọng được trợ giúp của ngươi, ta cũng cần mượn dùng hồng mông tử khí của ngươi, còn có bồ đề thụ, còn điều kiện. Điều kiện gì chứ? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối cần dùng hồng mông tử khí cùng bồ đề thụ, đó là vinh hạnh của ta còn có thể ra điều kiện sao? Dương Diệp ta là loại người đó sao? Yêu ma. Yêu ma cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tiểu tử, người có phải lại muốn giở trò gì hay không? Giở trò. Dương Diệp lắc đầu. Không, tuyệt đối không có. Tiền bối, người không phải muốn mượn dùng hồng mông tử khí cùng bồ đề thụ sao? Người hào phóng như vậy. Vậy yêu ma đạo. Dương Diệp nói tiền bối chẳng qua là mượn, cũng không phải cướp đoạt, có thể kết giao cường giả như tiền bối, là vinh hạnh của Dương Diệp ta. Không không. Yêu ma không ngừng lắc đầu. Tiểu tử ngươi cực kỳ âm,
Ta không tin ngươi, ngươi vẫn là trực tiếp ra điều kiện đi, chúng ta công bằng giao dịch. Tuy hắn tiếp xúc Dương Diệp không nhiều, nhưng chính là chút thời chi gian vừa rồi, hắn liền biết, người trước mắt này đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn không muốn lần nữa bị Dương Diệp hố. Cách đó không xa, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. TK yên bối, ta là thật tâm, không có ác ý. Yêu ma lạnh nhạt nói. Nói điều kiện của ngươi đi, không nên kéo những cái kia có được hay không? Dương Diệp hít một tiếng. Thế đạo này, người tốt khó làm a. Yêu ma hừ hừ, người tốt, gia hỏa này là người tốt, hắn đánh chết cũng không tin. Lúc này Dương Diệp nói. Tiền bối, người đã ép ta ra điều kiện, ta sẽ không khách khí. Ân, người cũng thấy đấy, ta cùng với bất tử tộc có chút ân oán, bọn hắn qua không được bao lâu sẽ tới tìm ta phiền toái. Ta hy vọng tiền bối lưu ở trong thành này bảo hộ ta thoáng một phát, như thế nào? Yêu ma trầm tư hồi lâu, sau đó nói. Tiểu tử, thứ cho ta nói thẳng, bất tử tộc kia, sợ là không phải ngươi có thể đối kháng. Tiền bối sợ. Dương Diệp nói. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi không cần khích ta, bất tử tộc kia có mạnh hay không, trong nội tâm ngươi chắc có ngọn nguồn. Đám bất tử kỵ sĩ kia coi như bỏ qua, dùng thực lực của các nàng. Muốn giết ngươi là rất khó, nhưng nếu cường giả trong cánh cổng ánh sáng kia đi ra, muốn giết ngươi, phỏng chừng chỉ là chuyện trở tay. Tiền bối chống đỡ được hắn không? Dương Diệp vội hỏi. Yêu ma trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngay cả tiền bối cũng đỡ không nổi. Yêu ma nói khẽ. Tiểu tử, ngươi chưa cùng đối phương giao thủ qua, căn bản không biết đối phương khủng bố. Thực lực của người nọ đã vượt ra khỏi cực hạn của vùng vũ trụ này, ở vùng vũ trụ này của các ngươi, có thể đạt tới tổ cảnh, đã coi như rất hiếm thấy. Nếu muốn đạt tới trên tổ cảnh, rất khó, vô cùng khó, vài vạn năm có thể ra một cái cũng rất tốt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có người sau lưng. Ta có người sau lưng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi không biết. Yêu ma hỏi. Ai? Dương Diệp hỏi. Yêu ma cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mặc kệ nhiều như vậy, vừa rồi ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng, ta sẽ ở lại chỗ này, bất quá sự tình nói trước, ngày sau nếu gặp phải người không thể địch, ta sẽ không tử chiến. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được, cứ như vậy, một người một yêu ma đã đạt thành hiệp nghị. Dương Diệp mang theo yêu ma tiến vào trong Hồng Mông Tháp, hắn hiện tại đã không sợ ngoại nhân tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tuy thực lực yêu ma này cường đại, nhưng có hắn và An Nam Tĩnh ở đây, lại thêm Hồng Mông Tháp, muốn tiêu diệt yêu ma này, cũng sẽ không quá khó khăn. Trong Hồng Mông Tháp, yêu ma quan sát bốn phía một chút, sau đó nói. Hồng Mông Tháp, Bồ Đề Thụ, Tiên Thiên Thánh Khí tổng cộng chỉ có 5, người được 3, xem ra ngươi cũng là phúc vận tề thiên. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiền bối ở đây an tâm tu luyện, Bồ Đề Thụ ở bên kia, tiền bối tùy thời có thể đi. Yêu ma nhẹ gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng của Dương Diệp, chỗ đó, một tiểu gia hỏa đang chơi đùa. Tiểu Bạch, linh chủ. Yêu ma nhíu mày. Tiểu tử, ngươi thật để cho ta ngoài ý muốn. Ngay cả linh chủ cũng có, tiểu tử ngươi thực có đại khí vận. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Thiên địa linh chủ, ở trong loạn thế, tỏ ra càng trọng yếu cùng chân quý hơn, bất quá tiểu tử ngươi thực lực không tệ, chắc không có mấy cái dám có ý đồ với ngươi. Tuy như thế, nhưng vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đa tạ nhắc nhở. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người ôm Tiểu Bạch nhảy tới nhảy lui đi ra Hồng Mông Tháp. Yêu ma nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệp rời đi, sau đó nói khẽ. Cũng dám để cho ta đi vào nơi này. Kẻ này đối với mình rất tự tin a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, hắn đi tới hậu viện Hư Linh Điện, ở trong sân này, là đám người Tô Thanh Thi. Sau lần quyết chiến trước, hắn rất lâu không bồi bạn đám người Tô Thanh Thi rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp một mực làm bạn người nhà của mình. Ngày thứ 4, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong Hư Linh Thành phóng lên trời, thoáng qua. Đạo kiếm quang này biến mất ở cuối chân trời. Vô tận hắc động. Dương Diệp vừa mới đến vô tận hắc động, một trung niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, người này đúng là thần tộc Thích Thiên, ở bên cạnh hắn còn có Đinh Thược Dược.
Có việc. Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Theo chúng ta tra được tin tức, một ít cường giả bất tử tộc cùng ngũ tổ ở trong vô tận hắc động, đối phương tựa hồ đang mưu đồ bí mật cái gì, cho nên kêu ngươi chung một chỗ đến xem, nếu bắt buộc, chúng ta có thể lôi kéo 5 người kia. Lôi kéo 5 người kia. Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi à. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. 5 người này, sẽ không cam lòng trở thành tay sai của bất tử tộc. Chỉ cần trong lòng bọn hắn có không cam lòng, chúng ta liền có cơ hội, chúng ta. Dương Diệp khoát tay áo. Ninh quân sư, thứ cho ta nói thẳng, 5 người này, Dương Diệp ta ắt phải giết. Ninh Thược Dược nói. Nếu bọn họ nguyện ý đứng ở bên chúng ta. Ta liền rời khỏi. Dương Diệp nói. Ninh quân sư, ta không biết cái gì đại cục hay không đại cục, ta chỉ biết, cha ta, những huynh đệ kia của ta. Đều là vì ngũ tổ mà chết. Theo chân bọn họ hợp tác, những huynh đệ kia của ta sợ là sẽ chết không nhắm mắt. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chỉ dựa vào chúng ta, căn bản ngăn không được bất tử tộc. Vậy thì như thế nào? Dương Diệp nhìn Ninh Thược Dược. Đơn giản chính là chết. Ta để lời ở đây, ta sẽ không cùng ngũ tổ liên thủ, tuyệt đối không. Nếu thần tộc muốn cùng ngũ tổ liên thủ, đó là chuyện của các ngươi. Bất quá ta cảm thấy, minh ước giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Mọi người đường ai nấy đi, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Cùng ngũ tổ liên thủ. Nếu Dương Diệp hắn thật làm như vậy, phụ thân, còn có đám huynh đệ kia của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đại cục. Dương Diệp hắn sẽ không nghĩ cái gì đại cục hay không đại cục. Lúc trước ngũ tổ liên thủ hại hắn, Dương Diệp hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Huyết cừu, tự nhiên phải báo. Lúc này, Đinh Thược Dược chắn ở trước mặt Dương Diệp, Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chỉ là một giả thiết, ngươi cần gì phải xúc động như thế? Giả thiết. Dương Diệp đi tới trước mặt Đinh Thược Dược. Đinh cô nương, ngươi có thể vì cái gọi là đại cục, vì tộc nhân của ngươi, không từ thủ đoạn, nhưng Dương Diệp ta làm không được. Dương Diệp ta, sẽ không chỉ lo người sống mà quên người chết. Được rồi. Lúc này Thích Thiên đột nhiên nói. Ngũ tổ đảo hướng chúng ta xác suất hầu như là không, trừ khi bên chúng ta có được thực lực đối kháng bất tử tộc. Chúng ta cũng đừng có ở sự tình còn chưa xảy ra dây dưa, lúc này đây mục đích của chúng ta, là nhìn bất tử tộc và ngũ tổ đến cùng đang làm cái gì. Nói xong, thân hình run lên, biến mất ở trong vô tận hắc động. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói gì, nhưng Dương Diệp đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Tại chỗ, Ninh Thược Dược trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới đi theo. Trong vô tận hắc động, một màu đen kịt, lực hút cường đại không ngừng tê liệt hết thảy chung quanh, bất quá đối với đám người Dương Diệp mà nói, lực lượng này cũng không thể cho bọn hắn tổn thương thực chất gì. Một lúc lâu sau, ba người ngừng lại, bởi vì ba người tìm hơn một canh giờ, ngay cả cái bóng cũng không gặp được. Tìm tiếp như vậy, cũng không phải biện pháp. Thích Thiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, kêu hắc động chi linh lên. Hiện tại hắc động chi linh là cái đuôi của Tiểu Bạch, suốt ngày theo Tiểu Bạch đi chơi lung tung, nó cũng nên làm chút chính sự rồi. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắc động chi linh, sau đó nói. Giúp đỡ ta xem một chút, ở đâu có người. Nhưng hắc động chi linh lắc đầu, sau đó đầu nó không ngừng cả cả bộ ngực của Dương Diệp, muốn vào hồng mông tháp. Bây giờ nó hoàn toàn mê luyến trong hồng mông tháp rồi, không thèm ở nơi này nữa. Bên trong linh khí sung túc. Không chỉ sung túc, linh khí còn vô cùng tinh thuần, nó là một khắc cũng không muốn ra. Dương Diệp mặt đen lại, hắn vỗ nhẹ nhẹ hắc động chi linh. Trước tìm người, tìm được mới có thể đi vào, bằng không thì, không cho phép vào nữa. Hắc động chi linh kia lập tức kích động, nó không ngừng cả bộ ngực của Dương Diệp, vô cùng kích động. Dương Diệp bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể kêu Tiểu Bạch ra, sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, hắc động chi linh lập tức nghe lời. Rất nhanh, ở dưới thần uy của Tiểu Bạch, hắc động chi linh rất không tình nguyện mang theo đám người Dương Diệp bay về phía xa. Dương Diệp lắc đầu, trong lòng có loại cảm giác thất bại, hắc động chi linh này không sợ hắn chút nào, nhưng lại rất sợ Tiểu Bạch. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất nhanh, được hắc động chi linh dẫn dắt, đám người Dương Diệp tiến vào chỗ sâu trong vô tận hắc động. Một lúc lâu sau, lông mày đám người Dương Diệp dần dần nhíu lại.
giờ phút này, sắc mặt ba người đều có chút đề phòng. Bởi vì không gian xung quanh bọn họ cực kỳ không ổn định, tựa hồ có lực lượng gì đang không ngừng chấn động. Rất nhanh, ba người ngừng lại. Thời điểm ba người chứng kiến một màn cách đó không xa, sắc mặt ba người đều thay đổi. Cách đó không xa, thây ngang khắp đồng. Mỗi một cỗ thi thể phiêu đãng ở trong không gian, rậm rạp chằng chịt, hằng hà sa số. Những thi thể này cứ như vậy phiêu đãng ở đó, có thi thể còn đang chảy. Máu. Đây là... Dương Diệp nhíu mày. Bọn hắn đang làm cái gì? Rút ra tử khí. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, bọn hắn rút ra tử khí. Dương Diệp nói. Nhiều người như vậy, nhiều tử khí như vậy, bọn hắn rút ra cho ai? Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp. Người có kiếm vực, còn có bồ đề thụ, người có thể vô thanh vô tức đi qua, nếu chúng ta tới gần, cực dễ dàng bị phát hiện. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ở dưới kiếm vực ẩn nặc khí tức, cho dù là nàng cùng Thích Thiên cũng khó có thể phát hiện Dương Diệp, trừ khi tận lực đi tìm Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là trừ khi biết trước Dương Diệp ở chỗ này, bằng không thì, cho dù là bọn hắn, cũng không phát hiện được Dương Diệp. Tại chỗ, Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp rời đi. Kẻ này có chút hành động theo cảm tình. Đinh Thược Dược nói khẽ. Hắn chính là như vậy. Thích Thiên lạnh nhạt nói. Cũng tốt, có thể lợi dụng. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Thích Thiên, không nói gì. Nhưng Thích Thiên cùng Đinh Thược Dược không có phát hiện, ở bên cạnh bọn hắn không xa, một tia kiếm quang thật nhỏ lặng yên biến mất. Trong một không gian, Dương Diệp đứng tại chỗ, hắn nhìn thoáng qua vị trí của Thích Thiên và Đinh Thược Dược. Chơi âm mưu với ta, lão tử không chơi chết thần tộc ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng thần tộc kết minh. Dương Diệp hắn không có ngu như vậy, đừng nói giữa người và người đều chỉ có lợi ích, huống chi tộc cùng tộc, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với thần tộc đã có cảnh giác. Thần tộc coi hắn xung động, đây cũng chính là hy vọng của hắn. Chơi âm mưu, Dương Diệp hắn còn không sợ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong đống người chết, trong những người này, có nhân tộc, có thiên tộc, tộc gì cũng có. Về phần số lượng, dù sao Dương Diệp hắn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Hắn theo những người chết này chậm rãi đi về phía trước, cứ như vậy, đi gần một giờ, nhưng phát hiện ở xung quanh hắn, vẫn là người chết vô cùng vô tận. Dương Diệp hắn cũng là một người giết người như ngoé, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn có chút tim đập nhanh. Người chết thật sự rất nhiều. Dương Diệp hắn và bất tử tộc vẫn có khác biệt, Dương Diệp hắn không phải gặp người liền giết. Nếu người khác không muốn giết Dương Diệp hắn sẽ không đi giết người khác. Nhưng bất tử tộc này thật là vì giết mà giết. Lời nói khó nghe, bất tử tộc này giết sinh linh bách tộc, thật giống như nhân loại giết súc vật nấu ăn, chỉ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Tàn nhẫn. Ở trong thế giới của bất tử tộc, bọn hắn sẽ không cảm thấy tàn nhẫn, giống như nhân loại giết súc vật ăn, nhân loại cũng sẽ không cảm thấy tàn nhẫn, bởi vì bọn họ muốn sống, phải ăn no bụng. Mạnh được yếu thua. Dương Diệp lắc đầu, tiếp tục đi tới, ven đường những nơi đi qua, đều là thi thể, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận. Bởi vì sợ kinh động cường giả bất tử tộc ở nơi này, cho nên Dương Diệp không có tăng thêm tốc độ, mà chậm rãi đi, trong bất tử tộc này, cũng có siêu cấp cường giả, hắn phải cẩn thận một chút. Gần một giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, giờ phút này, thi thể xung quanh hắn ít đi rất nhiều, mà ở trước mặt hắn không xa. Có một tế đàn khổng lồ, dài rộng mấy ngàn trượng, ở trên tế đàn đó, còn có rất nhiều người, người sống, rậm rạp chằng chịt người sống, những người này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà ở vị trí trung tâm nhất tế đàn, Dương Diệp thấy được một bóng dáng quen thuộc. Phật tổ, Phật gia Phật tổ. Dương Diệp len lén đến gần, giờ phút này, ở bên người của Phật gia Phật tổ, một bất tử kỵ sĩ trống rỗng xuất hiện, bất tử kỵ sĩ nhìn thoáng qua Phật tổ, sau đó nói. Tử khí quá ít, còn cần thêm nữa. Phật tổ chắp tay. Đã sắp không có người có thể giết rồi. Không ai có thể giết. Bất tử kỵ sĩ cười lạnh. Sinh linh của đại thiên vũ trụ đâu chỉ hàng tỷ. Mới giết một chút như vậy thì không ai có thể giết. Ta không muốn cùng các hạ lãng phí thời gian ở đây. Chúng ta cần càng nhiều tử khí nữa. Hiện tại ngay lập tức muốn. Phật tổ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Rất nhiều người đều chạy trốn tới hư linh đại lục. Nếu như các ngươi diệt được hư linh đại lục,
tất sẽ được càng nhiều tử khí. Hư Linh Đại Lục. Trong lòng Dương Diệp cười lạnh, con lừa chọc này đến hiện tại cũng không có quên Dương Diệp hắn. Hư Linh Đại Lục. Bất Tử Kỵ Sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phật Tổ. Việc này không cần ngươi quan tâm, giết sạch người nơi này rồi, liền đi nơi khác, không chỉ ngươi, mấy địa phương khác đều như thế, nếu như tử khí không đủ, vậy cầm người Phật môn của ngươi đến lấp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong tràng, Phật Tổ chắp tay, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, không nói lời nào. Một lát sau, Phật Tổ mở mắt nhìn xuống những người phía dưới. Thiện thiện ác ác, người sống cả đời, nhận hết thế gian cực khổ, hôm nay chư vị chết đi, không phải là thống khổ, là giải thoát, đại giải thoát. Thanh âm rơi xuống, tay phải vung lên. Xuy xuy xuy. Ở trước mặt, vô số người thân thể trực tiếp cương cứng, ngay sau đó, từng sợi khí lưu màu đen từ trong cơ thể những người này vọt ra, sau đó hội tụ đến cánh cửa ánh sáng ở chính giữa tế đàn. Trong tràng, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Cầu xin tha thứ, nổi giận mắng, đều có. Nhưng Phật Tổ mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào. Càng ngày càng nhiều tử khí hội tụ về phía cánh cổng ánh sáng, mà trong tràng, càng ngày càng nhiều người chết đi. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở sau lưng Phật Tổ, thời điểm kiếm quang huyết sắc xuất hiện, hai mắt Phật Tổ đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng kim quang từ trong kim liên chấn động ra. Ầm! Trên tế đàn, âm thanh ầm ầm nổ vang, Phật Tổ bay ra sau vạn trượng, vừa dừng lại, kim liên lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía trên tế đàn, chỗ đó đứng một thanh niên. Dương Diệp. Trong tràng có người kinh hô. Đối với Dương Diệp, người của Đại Thiên Vũ Trụ cơ hồ không ai không biết. Khi thấy Dương Diệp, vô số người lập tức hưng phấn lên. Hy vọng. Bọn hắn thấy được hy vọng. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản những người phía dưới, mà nhìn về phía Phật Tổ, Phật Tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thực lực của Dương Thí Chủ lại tăng nhiều không ít, chúc mừng. Dương Diệp mỉm cười. Phật Tổ, lại nói Phật gia ngươi hay bi bô lòng dạ từ bi, ngươi tạo sát nghiệt như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Lòng dạ từ bi. Phật Tổ lạnh nhạt nói. Lòng tự tin của ngươi. Dương Diệp cười ha ha. Xác thực, thế gian hết thảy, có cái nào không phải vây quanh danh cùng lợi. Từ bi, bất quá là cường giả bố thí kẻ yếu mà thôi. Phật Tổ nói khẽ. Dương Thí Chủ ngược lại nhìn minh bạch. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua những người phía dưới, sau đó lại nói. Không giết những người này, rất nhiều người của Phật môn sẽ chết, ta cũng sẽ vẫn lạc. Dương Diệp lắc đầu. Những thứ này, ta không quan tâm. Ân oán giữa chúng ta, hôm nay có thể giải quyết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp nắm kiếm thủ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang giống như thiểm điện bắn ra. Xa xa, hai mắt Phật Tổ híp lại, tay phải có chút xoay tròn, sau đó vỗ ra một chưởng. Ầm, một chưởng này, cứng rắn ngăn cản một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng sau một khắc, một cỗ sát ý cùng kiếm ý kinh khủng từ trong kiếm chấn động ra. Ầm, Phật Tổ lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Trước mặt Phật Tổ, Dương Diệp cũng không dừng tay, chân phải đạp mạnh, hai tay nắm kiếm thủ bổ qua. Xuy, kiếm qua lưu vết tích. Trong kiếm thủ ẩn chứa lực lượng cường đại làm không gian chung quanh rách nát, đây là vì Dương Diệp áp chế, hắn không muốn để cho lực lượng trong kiếm tiết lộ quá nhiều, bằng không thì một kiếm này, toàn bộ không gian chung quanh sẽ lập tức sụp đổ mai một. Trong mắt Phật Tổ, ngưng trọng trước nay chưa có. Thực lực của Dương Diệp bây giờ, thật vượt qua tưởng tượng của hắn quá nhiều. Một kiếm này, để cho hắn cũng tim đập nhanh. Không dám chủ quan chút nào, hai tay Phật Tổ chậm rãi chắp tay trước ngực. Thời điểm tay khép lại. Ầm, một trường ấn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trường ấn trực tiếp ngăn trở một kiếm kia của Dương Diệp, cả hai vừa mới tiếp xúc, cả vô tận hắc động run lên kịch liệt, vô số hắc động sợ run. Thoáng qua, xùy, kiếm thủ trong tay Dương Diệp xuyên qua lòng bàn tay cự thủ kia. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Phật Tổ co rụt, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền. Ầm. Một đấm đánh ra, một cỗ sóng khí màu vàng chấn động. Nhưng sóng khí màu vàng không có khả năng chống đỡ được kiếm thủ trong tay Dương Diệp, kiếm thủ không hề khó khăn chém nát sóng khí màu vàng, mà lúc này, Phật Tổ quay người hóa thành một vệt kim quang bắn về phía chân trời.
trốn. Hai lần giao thủ, làm cho Phật tổ minh bạch một sự kiện. Dương Diệp tay cầm kiếm thủ, đã đủ để giết hắn. Bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn trốn, mà không phải lưu lại cùng Dương Diệp dốc sức liều mạng. Bất quá lúc này đây, Dương Diệp sớm có phòng bị, thời điểm Phật tổ quay người chạy trốn, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ bốn phía. Kiếm vực, trấn áp cho ta. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại đặt ở trên người Phật tổ, tốc độ của Phật tổ lập tức chậm lại, mà lúc này, Dương Diệp cầm kiếm đã tới. Ngay thời điểm kiếm của Dương Diệp cách mi tâm Phật tổ chỉ còn nửa tấc, thanh âm của Phật tổ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Phụ thân ngươi còn không có chính thức vẫn lạc. Nói xong, kiếm ngừng. Kiếm Dương Diệp chỉ mi tâm của Phật tổ, huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Phật tổ. Có ý gì? Phật tổ nói. Lúc trước chúng ta giết, thực sự không phải chân thân của hắn, không đúng, phải nói hắn đã tu luyện ra thân ngoại hóa thân, trừ khi chém giết. Tất cả hóa thân của hắn, bằng không thì hắn không tính chính thức vẫn lạc. Mà theo ta được biết, hắn còn có một hóa thân ở thế gian này. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Phật tổ nhìn Dương Diệp. Để cho ta đi, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Có thể. Phật tổ trầm giọng nói. Ở bất tử tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Thật có lỗi, vừa rồi lời của ta còn chưa nói xong. Hừ. Phật tổ khó hiểu. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn, nổi lên vẻ dữ tợn. Có thể, mới là lạ. Thanh âm rơi xuống. Xuy. Kiếm trong tay Dương Diệp bay vào mi tâm Phật tổ, máu tươi phun trào. Hai mắt Phật tổ trợn lên, trong thân thể, sinh cơ giống như vỡ đê tản đi. Ngươi. Phật tổ gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc. Nhưng Dương Diệp căn bản không có nói nhảm với hắn, qua tay một kiếm. Xuy. Đầu Phật tổ bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Một kiếm này, ngay cả thần hồn của Phật tổ cũng chém sạch. Chân chính hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía những người kia, giờ phút này, những người kia nhìn hắn, rất nhanh, vô số người quỳ xuống. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Trốn đi. Những người kia không do dự, quay người điên cuồng bỏ chạy. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên tế đàn, hắn chém qua, một đạo kiếm khí huyết sắc phá không, thời điểm kiếm khí muốn chém lên tế đàn, một cây trường thương đột nhiên phá không bắn đến, đánh vào trên kiếm khí của hắn, kiếm khí lập tức nổ tung. Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, người thật muốn chết như vậy. Thanh âm rơi xuống. Sau lưng xuất hiện hơn 100 bất tử kỵ sĩ, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều cưỡi nanh ác. Muốn chết? Dương Diệp cười nhẹ. Còn không muốn chết? Vừa nói, hắn nhìn lướt qua Độc Cô Tuyệt Thiên cùng mọi người sau lưng nàng, lại nói. Hiện tại ta muốn đi, các ngươi muốn xuất thủ không? Vừa nói, tay phải hắn cầm kiếm thủ nhẹ nhàng vung vung. Thứ cho ta nói thẳng, chút người này, sợ là không đủ ta giết. Hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại. Thật sao? Thanh âm rơi xuống, gần 300 bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, tầng tầng bao vây Dương Diệp lại. Bây giờ thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. An Nam Tĩnh. Nữ tử này đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Có thể lại đến 200. Ánh mắt Độc Cô Tuyệt Thiên rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Nàng cứ như vậy nhìn An Nam Tĩnh, mà An Nam Tĩnh thì không yếu thế mắt đối mắt. An Nam Tĩnh tăng thêm Dương Diệp. Lưu lại hai người này. Cho dù bên mình có thể lưu lại hai người này, cũng sẽ trả giá thê thảm, vô cùng thê thảm. Cái giá này, nàng không muốn trả. Muốn giết Dương Diệp và An Nam Tĩnh, phải là cường giả mạnh hơn của bất tử tộc ra mặt mới được. Binh đối binh, tướng đối tướng, nếu để cho binh đối tướng, sẽ tổn thất rất lớn. Lúc này. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Các ngươi đã không ra tay, chúng ta sẽ đi. Nói xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, đầu của Phật tổ bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó cùng An Nam Tĩnh quay người rời đi. Bên cạnh Độc Cô Tuyệt Thiên, trong mắt những bất tử kỵ sĩ kia tràn đầy sát ý, trong đó một ít thậm chí muốn động thủ, bất quá lại bị Độc Cô Tuyệt Thiên ngăn cản. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng bóng lưng của An Nam Tĩnh. Tiểu Lâu đại nhân sắp xuất quan.
hắn nhảy nhót không được bao lâu. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi ra vùng này, rất nhanh, bọn hắn gặp thần tộc Thích Thiên cùng Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Ngươi xúc động rồi, lúc này đây, chúng ta đã thảo kinh xà, mà bí mật của bất tử tộc, chúng ta còn không có biết rõ ràng. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Xin lỗi, nhất thời nhịn không được giết người. Hai vị, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Thích Thiên nhíu mày, cái tính cách gì à? Đinh Thược Dược nói khẽ. Hắn là như vậy, có khi rất dễ thân cận, có khi, cực kỳ không dễ ở chung. Thích Thiên hừ lạ một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, Dương Diệp này làm theo ý mình, căn bản không cho hắn và Đinh Thược Dược mặt mũi. Trong tinh không, bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Ngươi kháng cự thần tộc. Dương Diệp nói. Không phải kháng cự, bọn hắn tìm chúng ta liên minh, cũng không phải thật muốn liên minh, mà là muốn lợi dụng chúng ta. Vậy ngươi còn kết minh với bọn họ? An Nam Tĩnh khó hiểu. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Vậy lợi dụng lẫn nhau. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại, sau đó lại nói. Kỳ thật, bất tử tộc Độc Cô Tuyệt Thiên nói không sai, chủng tộc không đoàn kết, đều biến mất khỏi vũ trụ. Đại thiên vũ trụ, bách tộc cùng tồn tại, nhưng ở giữa bách tộc, tranh đấu không ngớt. Bách tộc có được kết cục hôm nay, là bách tộc tự mình gây nghiệt. Nhân tộc ta cũng như thế. Nói cho cùng, tư tâm quấy phá, tất cả mọi người muốn vì mình giành chỗ tốt, mà không thể vô tư. Cho dù cho tới bây giờ, những người bách tộc còn sống sót kia, bọn hắn nghĩ cũng không phải đoàn kết chung một chỗ, mà là cướp đoạt tàn sát lẫn nhau. An Nam Tĩnh trầm mặc. Dương Diệp hít sâu một hơi, lại nói. Độc Cô Tuyệt Thiên nói, lúc trước nếu Dương Diệp ta nguyện ý đứng ra, nhân tộc nhất định sẽ không rơi vào tình huống hiện tại. Kỳ thật nàng sai rồi. Dương Diệp ta có thể cứu được nhân tộc nhất thời, nhưng cứu không được cả đời. Nhân tộc tư tâm, Dương Diệp ta không thay đổi được, giống như lúc trước, ta có thể vì nhân tộc hy sinh, nhưng nhân tộc ở thời khắc nguy nan lựa chọn hy sinh ta. Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười. Nói trắng ra là, nhân tộc cũng bất quá là đang lợi dụng ta, đừng nói ta, đổi lại bất kỳ người nào đến, đều là loại kết quả này. Thời điểm mặt đối sinh tử. Đại đa số người đều chỉ nghĩ tới mình. Chỉ cần mình không chết, người khác có chết hay không, mắc mới gì tới bọn hắn. An Nam Tĩnh nói khẽ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tự nhiên, Dương Diệp cười nói. Với ta mà nói, hiện tại ta phải làm là bảo vệ cẩn thận thân nhân bên cạnh ta, chỉ cần bọn hắn không có việc gì, với ta mà nói, là được rồi. Trời đất bao la, thân nhân lớn nhất. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta muốn đi bất tử tộc một chuyến. Phụ thân ngươi? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hóa thân của cha ta ở trong bất tử tộc, ta muốn vào xem. Nguy hiểm. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Yên tâm, lúc này ta đi, không phải đi tìm phiền toái, có bồ đề thụ cùng kiếm vực ẩn nấp khí tức, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, bình thường sẽ không có vấn đề. Còn nữa, hiện tại nếu ta muốn chạy trốn, dù mấy vị lão tổ cũng ngăn không được ta. Còn nữa, ở trong cơ thể ta còn có một vật. Vật này, tự nhiên là ly hỏa. Vừa rồi cùng Phật tổ giao thủ, hắn không có thi triển ra ly hỏa, hiện tại ly hỏa xem như át chủ bài lớn nhất của hắn. An Nam Tĩnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta đi với ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Dương Diệp lặng lẽ đi tới chỗ cánh cổng ánh sáng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng lẽ tiềm nhập vào quang môn. Hắn cũng không có cứ như vậy tiến vào, cánh cổng ánh sáng này là một truyền tống trận, nếu như hắn tiến vào như vậy, truyền tống trận kia vô cùng có khả năng khởi động, sau đó hắn bị phát hiện, bởi vậy hắn cần chờ. Cũng không lâu lắm, mấy bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Mấy bất tử kỵ sĩ trực tiếp đi vào trong quang môn, Dương Diệp lập tức hóa thành một hắc ảnh bám vào trên bất tử kỵ sĩ. Trong quang môn, Dương Diệp thận trọng lợi dụng kiếm vực ẩn nấp, không dám khinh thường. Ở trong bất tử tộc này, còn có cường giả tuyệt đỉnh, người cường giả kia không phải là Độc Cô Tuyệt Thiên có thể so sánh, hắn không thể không cẩn thận. Một lát sau, Dương Diệp cùng mấy bất tử kỵ sĩ tiến vào địa vực của bất tử tộc.
Giống như lúc trước đến, thế giới bất tử tộc này hoàn toàn u ám, linh khí còn mỏng manh hơn đại thiên vũ trụ, mà bốn phía, khắp nơi tràn ngập tử khí nồng nặc. So sánh với đại thiên vũ trụ, bất tử tộc này càng giống như thời đại mạt Pháp, phải nói là thời đại mạt Nhật. Dương Diệp lặng lẽ đi ra bất tử kỵ sĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tiến vào trong cổ thành. Sát lục chi linh, chính là từ nơi này lấy được. Mà hắn cũng là ở nơi đây bị phụ thân hắn cưỡng ép đưa đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về chỗ xa, ở phía xa, có một tòa tháp cao, tháp cực cao, liếc mắt nhìn không tới đỉnh, ở bốn phía phiêu đãng bốn sợi hắc khí, trong hắc khí ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù cách xa nhau vạn trượng, Dương Diệp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lặng lẽ tiềm hành về phía xa. Chỉ chốc lát, Dương Diệp tiềm vào trong tháp. Trong tháp có chút hắc ám, vừa vặn chỉ có thể nhìn vật. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đang muốn đi lên, nhưng đúng lúc này, ở trên bậc thang, một người đàn ông chậm rãi đi xuống. Nam tử mặc trường bào, tóc dài sát đất, ở mi tâm có một ấn ký màu đỏ, mà ở bên cạnh tay phải, nổi lơ lửng một thiết chảo màu đen. Dương Diệp vội vàng tĩnh khí tập trung tư tưởng, núp ở chỗ tối. Nhưng lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng nổi lên nụ cười. Tiểu lâu đại nhân nói có người tới, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới, thật sự có người tới, có ý tứ, có ý tứ. Dương Diệp nhíu mày, bị phát hiện rồi. Dương Diệp lắc đầu, hắn vẫn đánh giá thấp bất tử tộc. Không có che giấu, Dương Diệp từ trong hắc ám chậm rãi đi ra. Cách đó không xa, nam tử kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử cười nhẹ, ngươi dám một thân một mình tới đây, nghĩ đến ngươi đối với mình rất tự tin, đến, để cho ta nhìn xem. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đánh ở chỗ này, không sợ phá hủy nơi đây. Nam tử cười nói. Yên tâm, hủy không được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi. Nói xong. Xùy. Dưới chân Dương Diệp, một vết cắt lặng yên hiển hiện, thoáng qua. Một thanh kiếm tới trước mặt nam tử kia. Khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười này, mang theo một tia trào phúng. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào trước mặt hắn, tay phải tìm tòi, một bình chướng màu đen lặng yên hiển hiện, trực tiếp ngăn trở kiếm của Dương Diệp. Ầm, bình chướng run lên kịch liệt, nhưng không hư hại chút nào. Mà lúc này, móng vuốt lơ lửng đột nhiên chộp tới Dương Diệp, nhanh như tia chớp, lập tức là tới. Bất quá Dương Diệp phản ứng cực nhanh, tay phải cầm kiếm linh mãnh liệt quét qua, bổ vào trên móng vuốt. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Qua trong giây lát, thân thể hắn đụng ở trên vách đá, mà lúc này, một cỗ khí đen lập tức đánh úp về phía hắn. Ở trong hắc khí kia, một cái móng vuốt hung ác chảo đến, trong đó ẩn chứa khí tức cường đại, làm cho hắn hô hấp dồn dập. Cảm giác áp bách. Ầm. Một cỗ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, hồng mang trực tiếp đánh về phía hắc khí, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, nhưng móng vuốt màu đen bỏ qua hồng mang của Dương Diệp, đi tới trước mặt của Dương Diệp, bất quá cách Dương Diệp còn không sai biệt lắm tầm 10 tấc, móng vuốt màu đen ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm chĩa vào trên móng vuốt. Không cách nào tiến lên nửa tấc. Nhưng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh của nam tử kia. Thoáng qua, nam tử kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó hắn giơ chân lên đá tới đầu của Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có phòng ngự, tay trái nắm kiếm, tay phải buông ra, sau đó đánh tới một quyền. Bang bang! Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, sau đó ầm ầm đập lên vách đá, mà cả người nam tử kia cũng bị Dương Diệp một quyền oanh bay ra ngoài. Thời điểm nam tử kia vừa đập xuống mặt đất, một nhân ảnh đột nhiên lao tới. Những nơi bóng người đi qua, trực tiếp xé rách không khí, trong tràng lập tức phát ra từng âm thanh xé rách, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nam tử kia phản ứng cũng cực nhanh, ngẩng phát đầu lên, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Cận chiến. Ở địa phương này, hai người chỉ có thể cận chiến. Đây là quy củ nam tử này định cho Dương Diệp, nam tử không để cho Dương Diệp và hắn ly khai chỗ này, kỳ thật là muốn nói cho Dương Diệp biết, chỉ có thể cận chiến. Mà Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Cận chiến, cũng là điểm mạnh của hắn. Quyền quyền chạm nhau. Ầm. Không gian run lên kịch liệt, hai người vừa chạm vào liền phân.
Mà ở chớp mắt tách ra kia, một cái móng vuốt màu đen lóe lên, thoáng qua của Dương Diệp, nếu một chảo này hạ xuống, đầu của Dương Diệp nhất định sẽ nổ tung. Hắc chảo không phải phàm vật, Dương Diệp không muốn dùng nhục thể của mình đi ngạnh kháng, tâm niệm vừa động, kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào hắc chảo. Ầm, một cỗ sóng khí vô hình chấn động ra. Ngay lúc này, thanh niên kia đột nhiên bay lên, hắn thẳng tắp nhìn Dương Diệp, sau một khắc, ở bốn phía Dương Diệp, xuất hiện một cỗ tử khí nồng nặc. Những tử khí này mới vừa xuất hiện, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu biến mất. Phải nói, sau khi những tử khí kia xuất hiện, trong cơ thể hắn cũng xuất hiện tử khí, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt sinh cơ trong cơ thể hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử kia, sau một khắc, một cỗ tử khí mỏng manh đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, thoáng qua, tử khí trong cơ thể hắn dần dần bị áp chế. Hừ, cách đó không xa, nam tử kia nhíu mày. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm huyết kiếm ném một cái. Xuy, kiếm qua, không gian tựa như vải mục, lập tức bị xé nát. Đồng tử của nam tử kia hơi co lại, tay phải xoay tròn, móng vuốt ở bên cạnh hắn lập tức xuất hiện, thoáng qua, một đạo hắc quang như tia chớp lóe lên. Xuy xuy xuy, trong tràng lập tức vang lên âm thanh không khí nứt vỡ. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, hai cỗ ý cảnh đột nhiên lăng không hiển hiện. Kiếm ý cùng sát ý. Giờ phút này, kiếm trong tay Dương Diệp đã biến thành kiếm thủ. Kiếm thủ ra, sát ý cùng kiếm ý của hắn đều đạt tới đỉnh phong, hai loại ý cảnh đỉnh phong, lại thêm kiếm vực gia trì. Giờ phút này, thực lực của Dương Diệp đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất của mình. Nhìn móng vuốt hung ác chảo đến, Dương Diệp mặt không biểu tình. Hai tay nắm kiếm thủ mãnh liệt bổ xuống. Ầm, một kiếm rơi xuống, nam tử kia bay ngược ra ngoài. Răng rắc, tháp đột nhiên rạn nứt ra, lung lay sắp đổ. Dưới vách tường, nam tử chậm rãi đứng lên, mà hắn vừa đứng lên, một thanh kiếm mang theo ý cảnh kinh khủng điện xạ tới. Trong mắt nam tử hiện lên lệ khí, hai tay mãnh liệt vỗ ra. Ầm, một cỗ tử khí từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Nhưng thanh kiếm kia của Dương Diệp xé tan tử khí thành phấn. Kiếm thủ. Cấp bậc của kiếm thủ, so với Hồng Mông Tháp cùng Bồ Đề Thụ kém hơn một ít, nhưng nếu như kiếm thủ ở trong tay Dương Diệp, vậy nàng phát huy ra uy lực, còn cao hơn Hồng Mông Tháp và Bồ Đề Thụ, cũng chỉ có Ly Hỏa mới có thể so sánh. Phải biết, Dương Diệp là kiếm tu. Kiếm thủ ở trong tay Dương Diệp, cả hai kết hợp, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá. Nếu như Dương Diệp không dùng kiếm thủ, hắn muốn đơn giản phá hủy tử khí, hiển nhiên là không thể nào. Cách đó không xa, nam tử kia nhìn thấy tử khí của mình bị xé tan thành phấn, trong mắt xuất hiện vẻ khó có thể tin, hắn thật không ngờ, tử khí của mình lại bị phá hủy. Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ là Dương Diệp mạnh, uy lực một kiếm kia, hắn ngăn không được. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Không gian trong nháy mắt yên tĩnh lại. Kiếm vực cũng biến mất theo. Đối diện nam tử, Dương Diệp nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay một chiêu, kiếm kia bay về trong tay hắn. Cầm theo kiếm, Dương Diệp quay người đi ra tháp. Ngoài tháp, ở ngoài tháp, đứng một nữ tử. Nữ tử này, đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, người thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Vậy mà đến bất tử tộc ta, Dương Diệp, ta nói ngươi là lá gan quá lớn, hay người không biết không sợ a? Dương Diệp nhún vai. Có chút hiếu kỳ bất tử tộc, cho nên đến xem ra bất tử tộc các ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm a. Sau đó thì sao? Độc Cô Tuyệt Thiên hỏi. Dương Diệp nói. Sau đó ta thấy được, cho nên ta muốn đi. Ân, ngươi không cần tiễn. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp đi xa. Ha ha. Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp, người tên này thật biết điều. Đi, đã tới đây, người còn muốn đi. Tâm người thật lớn. Dương Diệp nói. Ta đã ăn rồi, không cần lưu ta ăn cơm à. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh. Nếu như ta muốn lưu thì sao? Dương Diệp nắm kiếm nhẹ nhàng gõ mặt đất. Ta là người, ưa thích giết người trước khi ăn cơm, nếu như người muốn lưu ta ăn cơm. Ta trước giết mấy người a? Thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay của hắn đột nhiên bắn ra.
Đối diện Dương Diệp, đồng tử của Độc Cô Tuyệt Thiên hơi co lại, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Độc Cô Tuyệt Thiên liên tục lùi lại. Nhưng đúng lúc này, nam tử lúc trước ở trong tháp đi ra, Dương Diệp quay đầu nhìn đối phương, giơ tay chém một kiếm. Xuy. Một đạo kiếm khí phá không. Kiếm ý mang theo hai loại ý cảnh đỉnh phong, một kiếm này ẩn chứa lực lượng, cường đại đến ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi, nhao nhao rạn nứt sụp xuống. Ngoài tháp, sắc mặt nam tử đại biến, tay phải cầm móng vuốt vỗ ra. Ầm. Một chảo rơi xuống, nam tử bị đánh bay về trong tháp, không biết sống chết. Dương Diệp không có tiếp tục ra tay, mà quay người nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Thiên, hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía Độc Cô Tuyệt Thiên, kiếm chạm mặt đất, theo Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện từng ánh lửa. Đối diện, Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao đi ra bất tử tộc ta. Thanh âm rơi xuống, trường thương trong tay ném về phía Dương Diệp. Xuy. Trường thương đi qua, không gian bị xé rách. Dương Diệp mặt không biểu tình, đưa tay chém một kiếm. Xuy. Một kiếm rơi xuống, trường thương của Độc Cô Tuyệt Thiên bị Dương Diệp chẻ làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Độc Cô Tuyệt Thiên trầm xuống. Thực lực của Dương Diệp đã cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Ta chỉ là đến xem, không có ác ý, thật sự. Bây giờ đã nhìn xong, cho nên ta muốn đi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp. Ngươi đi được sao? Dương Diệp dừng bước. Vậy không đi nữa. Thanh âm rơi xuống, một cỗ sát ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cả cổ thành một mảnh huyết hồng. Sát ý. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra, cả cổ thành trong khoảnh khắc bị sát ý tràn ngập. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Diệp sát tâm rất nặng. Cách đó không xa, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại, hai tay chậm rãi đặt ở đoản kiếm bên hông. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lui ra đi. Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt Thiên biến sắc, sau đó cung kính lui qua một bên. Trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên không xa, một trung niên lăng không xuất hiện. Trung niên mặc áo đen thật dài, hai tay thả lỏng phía sau, trên người mang theo uy nghiêm, trung niên quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không thể không nói, đại thiên vũ trụ có thiên tài như ngươi, quả thực khiến người ngoài ý ồ muốn. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp nói. Trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Bất tử tộc ta, người cầm đầu, xê tộc trưởng, dưới tộc trưởng là tiểu lâu đại nhân, dưới tiểu lâu đại nhân, là ba hiền sư, ba người này, chịu trách nhiệm dạy đại quân bất tử tộc ta, ta cơ chính là một trong ba hiền sư, bọn hắn xưng ta là nguyên sư. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chính là giáo đầu, xem ra ngươi rất biết đánh nhau. Nguyên sư khẽ gật đầu. Xem như thế đi. Mời chỉ giáo một chút. Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Khi hắn biến mất, nguyên sư giơ tay chúi xuống. Trong chốc lát, không gian trước mặt nguyên sư đột nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian vặn vẹo chấn động ra, Dương Diệp lập tức bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bị đánh bay ra ngoài, không gian sau lưng Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo, không gian vặn vẹo kia mạnh mẽ đưa Dương Diệp đến trước mặt nguyên sư. Tay phải nguyên sư lần nữa chúi xuống. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên vỡ ra, nhưng lực lượng trong đó không có biến mất, nhiều loại lực lượng cường đại điên cuồng tứ ngược. Nhưng lúc này, nguyên sư nhíu mày. Bởi vì Dương Diệp không có bị giết chết như hắn suy nghĩ, thời khắc này mặc dù Dương Diệp đang ở trong không gian loạn lưu, nhưng cả người không có chuyện gì quá lớn. Ánh mắt nguyên sư rơi vào trên người Dương Diệp, trên người Dương Diệp có một lớp vải màu mỏng manh đỏ. Hồng mông giáp. Hồng mông giáp trải qua ly hỏa cải tạo. Nguyên sư có chút trầm ngâm, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp run lên kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu không gian, đánh về phía đầu của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp hơi đổi, lực lượng kia thẳng đến hắn. Nếu như bị oanh trúng, cho dù có hồng mông giáp, hắn không chết cũng trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ ra. Ở dưới hai loại ý cảnh gia trì, uy lực một kiếm này, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng kiếm vừa ra, sắc mặt Dương Diệp lần nữa biến đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ vang,
cả người Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp vừa rơi xuống đất, mặt đất lập tức sụp đổ, cùng lúc đó, người vẫn còn không ngừng lùi lại. Tay phải Dương Diệp mãnh liệt cầm kiếm cắm vào mặt đất, cứ như vậy, sau khi lùi mấy trăm trượng, hắn rốt cục ngừng lại. Bộ áo giáp kia không tệ. Nguyên sư đột nhiên nói. Đáng tiếc, người quá yếu. Thanh âm rơi xuống, nguyên sư cách không điểm ra. Suy 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 suy. Một chỉ rơi xuống, không gian trước mặt Dương Diệp tầng tầng vỡ vụn, một cỗ lực lượng thần bí đến trước mặt Dương Diệp, muốn đánh Dương Diệp nát bấy. Dương Diệp ngẩng đầu lên, hắn bước ra một bước, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ của cỗ lực lượng kia lập tức chậm lại, lúc này hai tay Dương Diệp nắm kiếm thủ thả người bay lên, mãnh liệt bổ xuống. Chém. Một kiếm rơi xuống, dường như thiên địa cũng có thể bổ ra. Xuy. Ở dưới kiếm vực gia trì, một kiếm này của Dương Diệp chém cỗ lực lượng kia nát bấy. Vừa xuống đất, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, hai tay nắm kiếm bay thẳng đến chỗ Nguyên Sư. Xa xa, Nguyên Sư mặt không biểu tình, hắn lui về phía sau nửa bước, cơ thể hơi ngồi xổm, sau đó hai tay giơ lên, sau một khắc, hai tay mãnh liệt rơi xuống. Ở trước mặt Nguyên Sư, mấy trăm trượng không gian tầng tầng chất chồng, Dương Diệp vừa mới đến trước mặt Nguyên Sư sắc mặt đại biến, những không gian chất chồng kia, làm cho hắn cảm giác dường như có mấy vạn ngọn núi lớn áp lên người hắn. Giờ khắc này, cho dù có hồng mông giáp thủ hộ, Dương Diệp cũng cảm giác toàn thân mình muốn nổ tung. Đi! Lúc này, hai tay Nguyên Sư đẩy về phía trước. Những không gian kia chấn động. Dương Diệp cảm giác thân thể của mình như gặp phải thiết trùy trọng kích, tiếp đó cả người bay ra ngoài. Một kích đánh bay Dương Diệp, Nguyên Sư bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, ở trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số huyết kiếm. Nguyên Sư nhíu mày, những huyết kiếm kia lóe lên. Trong chốc lát, vô số ánh kiếm màu đỏ như máu trực tiếp bao phủ Nguyên Sư. Nhưng đúng lúc này, những kiếm quang huyết sắc kia đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, hết thảy dường như cứng lại, thoáng qua, kiếm quang huyết sắc dần dần hư ảo, không đến một hồi, tất cả kiếm quang toàn bộ biến. Mát, cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày. Thực lực của Nguyên Sư này, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Sư chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Không thể không nói, thánh nhân có thực lực như thế, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cảnh giới thấp một chút, nội tình kém một chút. Nói xong, tay phải Nguyên Sư tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng chấn động, Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ không gian trước mặt Dương Diệp chấn động ra, lực lượng cường đại làm cho sắc mặt Dương Diệp đại biến, Dương Diệp cũng không phòng ngự, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng qua, sau lưng Nguyên Sư, một thanh kiếm lặng yên hiển hiện, ngay sau đó, thanh kiếm này trực tiếp đâm về phía sau lưng của Nguyên Sư. Bối thứ sát, nhưng một kiếm nhanh như vậy, lại bị một bàn tay chống đỡ. Trước mặt Dương Diệp, lòng bàn tay phải của Nguyên Sư nắm kiếm của Dương Diệp. Ở trong lòng bàn tay có một đoàn hắc khí thật nhỏ, đúng là đoàn hắc khí này chặn một kiếm kia. Nguyên Sư nhìn Dương Diệp. Kiếm không tệ. Thanh âm rơi xuống, tay phải mãnh liệt chấn động. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, thời điểm Dương Diệp bay ra, Nguyên Sư đưa tay chụp tới. Xuy. Ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, một cánh tay khổng lồ xé rách không gian chui ra, sau đó hung hăng vỗ về phía Dương Diệp. Nếu một chưởng này rơi xuống, Dương Diệp sẽ hóa thành bột mịn. Dương Diệp cưỡng ép ngừng ngay tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay kia, giờ phút này, bàn tay cách hắn không đến mấy trượng, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ làm cho hắn ngừng lại hô hấp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, tay trái hơi động một chút, kiếm linh xuất hiện, thoáng qua Dương Diệp nắm hai chuôi kiếm phóng lên trời. Xuy xuy, hai đạo kiếm khí một đỏ một vàng phóng lên trời, xé rách chân trời. Kiếm linh có thể tối đa hóa sát ý, mà kiếm thủ thì có thể tối đa hóa kiếm ý, bởi vậy Dương Diệp vì để cho toàn bộ lực lượng của mình phóng xuất ra, hắn sử dụng hai chuôi kiếm. Mà khi hắn sử dụng hai chuôi kiếm, uy lực kiếm ý sát ý của hắn đồng thời được tối đa hóa. Hai đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào bàn tay. Theo một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, thủ trưởng nổ tung, không gian chung quanh như nước sôi trào. Cách đó không xa. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ. Sát ý, kiếm vực, khó được, khó được. Thanh âm rơi xuống,
chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phóng lên trời, trên không trung, chân phải Nguyên Sư lần nữa mãnh liệt đạp không gian, cả người tựa như một quả đạn pháo bắn về phía Dương Diệp. Nhanh đến cực hạn, Dương Diệp căn bản thấy không rõ quỹ tích thân hình của đối phương, hắn chỉ có thể bản năng phòng ngự. Dương Diệp một tay nắm lấy một thanh kiếm bổ xuống. Hai kiếm hợp nhất, kiếm rơi xuống. Suy suy, chân trời, một vết rách to lớn xuất hiện, thoáng qua, một nhân ảnh mang theo hai đạo kiếm quang bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, đúng là Dương Diệp. Tại chỗ, Nguyên Sư nhìn hai tay mình, trong lòng bàn tay có hai vết kiếm, thiếu chút nữa xuyên thấu toàn bộ song trưởng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, có ý tứ, một thánh nhân vậy mà làm ta bị thương, không thể không nói, người xác thực rất yêu nghiệt. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Sư bước ra một bước, một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, uy áp vô hình tầng tầng lớp lớp áp về phía Dương Diệp. Mà phía dưới, Độc Cô Tuyệt Thiên đã lui xa. Giờ phút này, trong lòng Độc Cô Tuyệt Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ, thực lực của Nguyên Sư, nàng biết rất rõ ràng, có thể nói, tổ cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của Nguyên Sư, nhưng Dương Diệp có thể cùng Nguyên Sư giao thủ lâu như vậy. Mà Dương Diệp bất quá thánh nhân. Thiên phú kia, làm cho Độc Cô Tuyệt Thiên tim đập nhanh. Không trung, uy áp tầng tầng lớp lớp đè về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm thủ hung ác bổ về phía Nguyên Sư. Nguyên Sư khẽ lắc đầu, tuy kiếm khí của Dương Diệp mạnh, nhưng với hắn mà nói, vẫn chưa đủ. Nhưng đúng lúc này, đồng tử Nguyên Sư bỗng nhiên co rụt lại. Xa xa, suy, uy áp của Nguyên Sư biến mất vô ảnh vô tung, thoáng qua, một đạo kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Suy, một cánh tay bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Ngoài ngàn trượng. Nguyên Sư nhìn cánh tay trái của mình, chỗ đó rỗng tuếch. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là kiếm trong tay Dương Diệp, giờ phút này, trên thân kiếm có một đạo hỏa diễm mỏng manh. Ly hỏa! Ly hỏa! Đối mặt Nguyên Sư, Dương Diệp biết, thực lực của hắn và đối phương chênh lệch căn bản không phải một chút, bởi vậy, hắn quyết đoán sử dụng ly hỏa. Thời điểm kiếm của hắn được ly hỏa gia trì, uy lực lập tức bạo tăng. Hắn cũng không có phóng thích tất cả ly hỏa, bởi vì dùng thân thể của hắn bây giờ, căn bản không chịu nổi toàn bộ lực lượng của ly hỏa, bởi vậy hắn chỉ mượn một phần nhỏ lực lượng, mà một phần nhỏ lực lượng kia liền đơn giản chặt đứt cánh tay của Nguyên Sư. Xa xa, Nguyên Sư nhìn thoáng qua ly hỏa của Dương Diệp. Hỏa thật lợi hại. Hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Nguyên Sư có chút ngẩn người, sau đó nói, trốn sao? Thanh âm rơi xuống, tay phải cách không chảo một cái. Ầm, mấy vạn trượng bên ngoài, một cự thủ đột nhiên từ Dương Diệp đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Dương Đơ Liệp cũng không ngẩng đầu, trở tay chính là một kiếm. Xuy, kiếm khí phóng lên trời, những nơi đi qua, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Ầm, cự thủ kia vừa tiếp xúc kiếm khí, lập tức nổ tung. Hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian chung quanh trở nên hư ảo. Cách đó không xa, Nguyên Sư nhíu mày, ngay lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên muốn đuổi theo, nhưng Nguyên Sư khẽ lắc đầu. Ngươi không ngăn được hắn. Thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài mấy trăm ngàn trượng, không gian khẽ run lên, ngay sau đó, một trung niên từ trong đó đi ra, người đến đúng là Nguyên Sư. Nguyên Sư mới vừa ra, một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống, tốc độ kiếm khí cực nhanh, lập tức đi tới đỉnh đầu của Nguyên Sư. Chân phải Nguyên Sư nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, thoáng qua, Nguyên Sư đã ở hơn ngàn trượng, một kiếm kia của Dương Diệp thất bại. Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn, ở trên không trung, đứng một nam tử tay cầm kiếm, trên kiếm tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Nguyên Sư cười nhẹ. Dương Diệp, thần trang của ngươi thật nhiều. Có kiếm kia, áo giáp, hiện tại lại là hỏa này, không có có một cái là phàm vật, khó lường. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Bất tử tộc có ba hiền sư, còn có hai đâu. Nguyên Sư lạnh nhạt nói. Đối phó ngươi, cần ba vị sao? Dương Diệp cười nói. Xem ra, ngươi rất tự tin. Nói xong. Dương Diệp nắm kiếm bổ xuống. Xuy.
Một tia kiếm khí tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, kiếm khí cường đại xé rách không gian, trực kích Nguyên Sư. Phía dưới, hai mắt Nguyên Sư híp lại, tay phải có chút xoay tròn, trong chốc lát, không gian trước mặt đột nhiên biến thành một màu đen kịt, thoáng qua, một cột sáng màu đen phóng lên trời, cột sáng màu đen cứng rắn đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Cả hai vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, mà lúc này, Dương Diệp tay cầm kiếm thủ đã tới đỉnh đầu của Nguyên Sư, sau đó mãnh liệt bổ xuống. Trên thân kiếm, hỏa diễm cực nóng. Nguyên Sư nhíu mày, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Xuy. Xa xa, Dương Diệp một kiếm chạm không, không gian trước mặt hắn mở đi, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nguyên Sư, yên lặng một cái chớp mắt, một tia kiếm quang lóe lên. Xa xa, hai mắt Nguyên Sư híp lại, hắn không muốn đón đỡ một kiếm này, đã có hỏa diễm thần bí kia, kiếm của Dương Diệp không dễ tiếp, hắn đã vì chủ quan bỏ ra giá thê thảm. Giờ phút này, cánh tay trái cháy đen, cho dù là bất tử chi lực cũng không thể chữa trị. Bởi vậy hắn vẫn lựa chọn không chính diện tiếp. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn, muốn rời đi, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Tốc độ của Dương Diệp không nhanh bằng Nguyên Sư, nếu như đối phương một lòng trốn tránh, hắn không có biện pháp nào. Nhưng hắn có kiếm vực ở đây, có thể làm cho tốc độ của hắn và Nguyên Sư về một chục hoành. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, thân hình Nguyên Sư lập tức cương cứng, giờ khắc này, sắc mặt hắn thay đổi. Không có lựa chọn tránh né, Nguyên Sư lui về phía sau nửa bước, tay phải mãnh liệt vỗ ra. Một cỗ hắc quang kinh khủng từ trong lòng bàn tay của Nguyên Sư bộc phát ra, trong nháy mắt, cả kiếm vực một mảnh đen nhánh. Yên lặng một cái chớp mắt, hỏa quang lóe lên ở trong kiếm vực. Trong kiếm vực, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra mấy ngàn trượng. Bóng người này là Nguyên Sư. Chết đi cho ta. Trong không gian đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra, kiếm quang lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Nguyên Sư. Nguyên Sư nhíu mày. Giờ phút này hắn rất đau đầu, kiếm của Dương Diệp, đón đỡ không được, không đón đỡ, hắn sẽ một mực ở vào bị động. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Nguyên Sư khẽ run lên, trong chốc lát, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng qua, trường thương mãnh liệt đâm ra, một phát này, trực tiếp đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Keng! Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh chói tai, mũi thương của Nguyên Sư vừa mới tiếp xúc mũi kiếm của Dương Diệp, lập tức nóng chảy ra, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Nguyên Sư lập tức biến đổi, đang muốn thu thương, nhưng lúc này, cả người Dương Diệp mang kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm về phía mặt của hắn, mà trường thương trong tay đã bị kiếm của Dương Diệp đánh thành hư vô, chuẩn xác mà nói là đốt. Thành hư vô, trong trời đất này, đồ đạc có thể chống đỡ được ly hỏa, có, nhưng rất ít, hiển nhiên, thương trong tay Nguyên Sư không ở trong phạm vi này. Nga Ly lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Nguyên Sư phun trào ra, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Sư, giờ phút này ở quanh người Nguyên Sư, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều hắc khí, những hắc khí kia lượn lờ ở quanh người Nguyên Sư, tựa như một con rắn độc. Mà giờ khắc này, Dương Diệp phát hiện, khí tức của Nguyên Sư mạnh hơn trước rất nhiều. Nguyên Sư chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, không nghĩ tới bị ngươi bước đến mức này. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Sư bước ra một bước, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp bắt đầu tầng tầng rạn nứt, ở bốn phía, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này trực tiếp bao phủ kiếm của Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đưa tay chém một kiếm. Xuy, không gian chung quanh từng khúc mai một. Lực lượng của hai người đạt đến cực hạn của không gian chung quanh thừa nhận, không gian trong phương viên mấy vạn trượng ầm ầm nổ tung, trong tràng một mảnh đen nhánh. Lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm nhắm Nguyên Sư mãnh liệt bổ xuống. Chíu, một đạo kiếm khí đen nhánh lóe lên, chém thẳng vào Nguyên Sư. Tay phải Nguyên Sư nắm chắc thành quyền, ở trên quyền, vô số hắc khí tụ tập, thoáng qua, hắn mãnh liệt oanh ra một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra, cỗ lực lượng này trực tiếp đánh vào trên kiếm khí của Dương Diệp, lúc này đây,
kiếm khí của Dương Diệp cũng không có khả năng như lúc trước chém nát lực lượng này, bất quá cỗ lực lượng kia cũng không có chiếm thượng phong. Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, Nguyên Sư đang muốn ra tay, nhưng lúc này hắn nhíu mày, bởi vì Dương Diệp đã biến mất ở ngoài mấy trăm ngàn trượng. Nguyên Sư thu tay, muốn đuổi theo, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không cần đuổi. Nghe vậy, thân thể Nguyên Sư dừng lại, xoay người thi lễ. Tiểu Lâu đại nhân. Trong thành, một giọng nói chậm rãi truyền đến. Kẻ này không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được hắn, đuổi theo, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nguyên Sư trầm giọng nói. Tiểu Lâu đại nhân, thiên phú của người này đúng là hiếm thấy, vì sao Tiểu Lâu đại nhân không tự mình ra tay đánh gục, vì Bất Tử tộc ta bỏ một hậu hoạn. Thanh âm kia nói. Giờ phút này là thời kỳ mấu chốt của tộc trưởng đại nhân, ta cần duy trì trận pháp của Tử Linh Tháp cùng tử khí, tuy cái này không ngại ta ra tay kích giết hắn, nhưng ở đại thiên vũ trụ này, còn có cường giả không biết, vì vạn nhất, ta phải cẩn thận một chút, các ngươi cũng phải cẩn thận. Còn Dương Diệp kia, ngày sau ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Nguyên Sư có chút thi lễ. Đã minh bạch. Thanh âm kia lại nói. Ngươi đi đại thiên vũ trụ một chuyến. Chuyện tình tử khí, ngươi tự mình giám sát. Chuyện của Dương Diệp này, tạm thời thả một chút, tử khí làm trọng. Tuân lệnh. Nguyên Sư lần nữa thi lễ, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nha đầu. Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên cảm giác một cỗ thần thức tập trung vào nàng. Độc Cô Tuyệt Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Linh Tháp, thanh âm kia truyền ra. Trở về đại thiên vũ trụ, mọi sự cẩn thận chút. Trước khi ta và tộc trưởng xuất thế, chớ đi gây ra Dương Diệp kia, kẻ này người mang trọng bảo, đã không phải ngươi có khả năng địch, minh bạch chưa? Độc Cô Tuyệt Thiên cung kính thi lễ. Đã minh bạch, lui ra đi. Thanh âm kia nói. Độc Cô Tuyệt Thiên lần nữa thi lễ, sau đó xoay người lui xuống. Sau khi Độc Cô Tuyệt Thiên lui xuống, thanh âm kia vang lên lần nữa. Có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống. Một đạo u quang từ chân trời chậm rãi rơi xuống, sau đó hóa thành hư vô. Vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Một nữ hài hai tay chắp sau lưng, nàng lạnh lùng nhìn cánh cổng ánh sáng kia, mặt không biểu tình, trong mắt tựa như hàn băng ngàn năm, không chứa một chút tình cảm. Vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó vọt ra. Kiếm! Quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở chỗ cánh cổng ánh sáng. Ở khóe miệng Dương Diệp chảy ra vết máu đỏ thẫm. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng, trong cửa không có người đuổi theo ra. Tiểu tử! Lúc này, thanh âm của yêu ma vang lên. Bất tử tộc này không đơn giản, vừa rồi ta cảm nhận được hai cỗ lực lượng cực kỳ mạnh, vượt xa ngươi có khả năng địch. Vì sao bọn hắn không ra tay? Dương Diệp hỏi. Yêu ma nói. Ta nào biết được, bất quá sau này tiểu tử ngươi đừng đến cho thỏa đáng. Ngươi ẩn nặc khí tức xác thực lợi hại, nhưng không phải vô địch. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này đây đi bất tử tộc, tuy không có hỏi thăm được sự tình cha hắn, nhưng cũng có một chút thu hoạch, cái kia chính là hiểu rõ bất tử tộc một tí. Cường giả mạnh nhất của bất tử tộc, hẳn là tộc trưởng kia, dưới hắn là tiểu lâu đại nhân, mà dưới tiểu lâu đại nhân là ba hiền sư. Dương Diệp không biết thực lực của tiểu lâu đại nhân cùng tộc trưởng mạnh bao nhiêu, nhưng ba hiền sư cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Vừa rồi hắn ngay cả ly hỏa cũng thi triển ra, nhưng còn không có đánh chết đối phương. Hiện tại, hắn đối với bất tử tộc này đã có một hiểu rõ đại khái. Thực lực của bất tử tộc, căn bản không phải đại thiên vũ trụ bây giờ có thể chống đỡ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng, cuối cùng quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp về Hư Linh Đại Lục, trong Hư Linh Điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là Dương Liêm Sương cùng Viên Lão. Trong đại điện không khí có chút nặng nề. Một lát sau, Viên Lão trầm giọng nói. Như thế xem ra, thực lực của bất tử tộc kia, so với chúng ta tưởng tượng thì mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đại thiên vũ trụ này, không giữ được. Thủ không được. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Đại thiên vũ trụ căn bản không có cách chống lại bất tử tộc, dù hiện tại cả đại thiên vũ trụ đoàn kết chung một chỗ cũng không được, đừng nói đại thiên vũ trụ bây giờ, cho dù là đại thiên vũ trụ thời kỳ đỉnh phong, sợ là cũng khó có thể chống lại bất tử tộc. Có đường lui không?
Viên lão hỏi. Đường lui. Dương Diệp nói khẽ. Đường lui duy nhất chính là ly khai đại thiên vũ trụ, nhưng muốn ly khai, chỉ có khởi động trận pháp của đại thiên vũ trụ, bất quá bất tử tộc kia hiển nhiên cũng muốn lợi dụng trận pháp này ly khai. Viên lão khổ sở nói. Nói như vậy, là không có đường lui. Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Chúng ta, xác thực không có đường lui. Trong điện yên tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Liêm Sương nói. Còn có một sự tình cần chúng ta giải quyết, hiện tại có vô số người chạy đến nơi đây, bách tộc đều có, mà những người này tụ tập chung một chỗ, bởi vì chủng tộc khác biệt, trong thành thường xuyên phát sinh rối loạn. Rối loạn? Dương Diệp nhíu mày. Đã là lúc nào rồi, bọn hắn còn có tâm tình nội đấu. Dương Liêm Sương lắc đầu. Không có cách nào, địa phương có người, thì có tranh đấu, mà bây giờ, trong thành tụ tập vô số tộc. Dương Diệp nói. Giết, giết nhiều một chút, bọn hắn sẽ an tĩnh. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Không được, hiện tại nhân tâm đã loạn, nếu như chúng ta đổ sát chân áp, chỉ biết loạn hơn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nhân tâm thật rất loạn, hiện tại bách tộc mỗi cái sợ hãi, thần kinh của bọn hắn đã kéo căng, hơi không cẩn thận, những người này sẽ làm ra hành vi quá kích. Viên lão nhẹ gật đầu, cũng nói. Liêm Sương nói không sai, hiện tại những người này, trong lòng bọn hắn tràn đầy sợ hãi, chúng ta không nên tiêu diệt, bằng không thì sợ là sẽ loạn hơn. Dương Diệp nói. Hai vị, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Dương Liêm Sương cùng Viên lão nhìn nhau, cuối cùng Dương Liêm Sương nói khẽ. Người ra mặt, bất kể như thế nào, ổn định những người này, chỉ có bọn hắn bất loạn, chúng ta mới có thể an tâm đối phó bất tử tộc. Bằng không thì... Lần sau bất tử tộc tiến đến, những người này sẽ lập tức phản bội, hoặc sằng bậy. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, hắn đi ra đại điện. Dương Diệp đi tới trên tường thành, ở dưới Dương Liêm Sương hiệu triệu, trong thành vô số người đi tới dưới thành, liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chằng chịt. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nói. Các ngươi đang sợ. Sợ bất tử tộc, nói thật, ta cũng sợ, bởi vì bất tử tộc rất mạnh, cực kỳ mạnh, cường đại đến Dương Diệp ta cũng cảm thấy không có hy vọng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dương Diệp có ý gì. Mà một bên, Dương Liêm Sương nhíu mày, Dương Diệp nói như vậy không phải là loạn nhân tâm hơn sao? Lúc này, Dương Diệp lại nói. Tuy ta cũng rất sợ, nhưng có biện pháp nào chứ? Bất tử tộc sẽ không bởi vì chúng ta sợ mà bỏ qua chúng ta. Thứ cho ta nói thẳng, tất cả mọi người ở đây, kể cả Dương Diệp ta, cuối cùng khả năng đều chết ở chỗ này. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, phía dưới có người hỏi. Làm sao bây giờ? Dương Diệp nói. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Phía dưới, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Ta biết. Dương Diệp đột nhiên nói, trong lòng rất nhiều người muốn trốn, nhưng các ngươi đi ra xem một chút, người ở phía ngoài có bao nhiêu người còn sống. Bất tử tộc sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ, thứ cho ta nói thẳng, nếu Dương Diệp ta muốn trốn, có lẽ còn có chút cơ hội, dù sao bất tử tộc sẽ không hao phí quá lớn đến truy sát ta, nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi cảm thấy bất tử tộc sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Phía dưới, tất cả mọi người trầm mặc. Thanh âm của Dương Diệp dần dần lớn lên. Hôm nay, ta tới nơi này là muốn nói cho các ngươi biết, Dương Diệp ta, kể cả các ngươi, đã không có đường lui. Mà lúc này, các ngươi còn ngày ngày ở trong thành đánh bảng cửu trương, có ý nghĩa sao? Qua không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ chết chung một chỗ, hiện tại đi làm những thứ này có ý nghĩa sao? Thật một tia hy vọng cũng không có sao. Phía dưới, có người đột nhiên hỏi. Dương Diệp giang tay ra. Ta đi qua bất tử tộc, trong bất tử tộc còn có cường giả mạnh hơn, nếu như những cường giả kia đi ra, chúng ta hơn phân nửa sẽ xuống mồ. Ngươi sẽ trốn sao? Lúc này có người hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Dương Diệp sẽ trốn sao? Dương Diệp lắc đầu. Sẽ không trốn, bởi vì ở chỗ này, có người ta để ý, ta cũng đã đáp ứng người khác, phải thủ vững nơi này. Ngươi sẽ chết. Người kia nói. Dương Diệp cười nói. Trước khi chết, ta sẽ kéo bất tử tộc chôn cùng, có thể kéo bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù sao đều phải chết. Sao không kéo vài tên đi cùng? Nói đến đây,
hắn nhìn lướt qua mọi người phía dưới, sau đó nói. Đương nhiên ta biết, rất nhiều người các ngươi, còn ôm lấy tưởng tượng, nghĩ bỏ chạy sau khi bất tử tộc đến, trốn rất xa. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, bất tử tộc không chỉ muốn giết chết tất cả mọi người nơi này, còn muốn hủy diệt đại thiên vũ trụ, đến lúc đó, linh khí của đại thiên vũ trụ triệt để khô kiệt, coi như các ngươi chạy đi, không có bị bất tử tộc giết chết, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết, chỉ có điều chết muộn vài ngày mà thôi. Chết như vậy, không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút, các ngươi nói đúng không? Đúng. Lúc này, một nam tử đột nhiên kêu lên. Dương Diệp nói đúng, đều là chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt, lão tử không trốn, chờ bất tử tộc đến, lão tử liền tự bảo, có thể kéo một người là một người, muốn để cho bất tử tộc biết, người của đại thiên vũ trụ chúng ta, cũng là có tâm huyết. Đúng, cùng bất tử tộc đồng quy vu tận. Chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Phía dưới, vô số người nhao nhao giống lên. Giờ khắc này, trên mặt những người kia, đã không có sợ hãi, chỉ có dứt khoát. Một người, sợ hãi cũng là có cực hạn, mà sau cực hạn, nhất định không phải là sợ hãi, thời điểm một người biết rõ hắn tất phải chết, thế gian này liền không có gì có thể để cho hắn sợ hãi nữa. Mà vừa rồi sở dĩ Dương Diệp làm như vậy, mục đích đúng là khiến những người này minh bạch, sau khi những người này minh bạch, bọn hắn sẽ không sợ hãi nữa. Trong thành, đám người sục sôi, tựa như đánh máu gà. Những người kia, bây giờ chỉ muốn đi tìm bất tử tộc quyết nhất tử chiến. Hóa sợ hãi thành lực lượng. Dương Diệp không có nói gì, hắn quay người rời đi. Trong hư linh thành, trải qua Dương Diệp nói chuyện, tranh đấu ít đi rất nhiều, không chỉ ít đi rất nhiều, bách tộc còn có ý đoàn kết. Mặc kệ đã từng có thủ oán gì, giờ phút này, bọn hắn đều minh bạch, bọn hắn sẽ cùng chết. Nếu như phải chết, ân oán quá khứ đều không có ý nghĩa. Không chỉ như thế, thời khắc này tiên tinh thạch cũng không phải chân quý như vậy rồi. Trong hư linh điện, Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tính tọa trước Bồ Đề Thụ, ở bên cạnh hắn còn có An Nam Tính. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Đảo mắt, một tháng đã qua. Giờ phút này, ngoại trừ hư linh đại lục, địa phương còn lại cơ bản bị bất tử tộc giết sạch. Cả đại thiên vũ trụ bị tử vong bao phủ. Hiện tại cả đại thiên vũ trụ, chỉ có hai địa phương không có bị bất tử tộc tàn sát. Một cái là hư linh đại lục, còn có một, chính là thần vực. Thần vực. Thích Thiên xếp bằng ở trong thần điện, đột nhiên hắn mở mắt. Tới rồi sao? Bên ngoài thần vực, 500 bất tử kỵ sĩ đột nhiên hàng lâm, cầm đầu đúng là bất tử tộc Nguyên Sư, ở bên cạnh Nguyên Sư là Độc Cô Tuyệt Thiên. 500 bất tử kỵ sĩ cưỡi nanh ác, người đeo trường thương, 500 người khí tức liền thành một khối, uy áp cường đại trực bức thần vực. Nguyên sư nhìn thoáng qua thần vực phía dưới, sau đó lạnh nhạt nói. Thần tộc này đã từng thống trị qua đại thiên vũ trụ. So với hư linh tộc, kém không phải một chút a. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Thần tộc có chút nội tình, không nên khinh địch. Minh bạch. Độc Cô Tuyệt Thiên khẽ gật đầu, sau đó tay phải dựng thẳng lên. Giết! Trong hư không, trường thương trong tay của 500 bất tử kỵ sĩ đột nhiên ném ra, 500 cây trường thương xẹt qua trời cao, bay vào trong thần vực. Ầm! Trận pháp bao phủ thần vực lập tức nổ tung. Thần vực không giữ lại chút nào bại lộ ở trước đại quân bất tử tộc. Trong thần điện, Thích Thiên chậm rãi đứng lên. Để cho ta nhìn xem, bất tử tộc cuối cùng mạnh bao nhiêu. Triệu tập thần tướng. Trên không thần vực thành. Đại quân bất tử tộc hàng lâm, 500 bất tử kỵ sĩ chỉnh tề đứng thẳng ở trên không thần vực thành, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều cưỡi nanh ác. Cầm đầu là Nguyên Sư cùng với Độc Cô Tuyệt Thiên. Tử khí tràn ngập cả thần vực. Bất tử kỵ sĩ solo có lẽ không phải rất mạnh, nhưng nếu như các nàng đánh đoàn chiến, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Dù sao các nàng là quân đội. Cho dù là Dương Diệp. Cũng tuyệt đối không có can đảm tác chiến với mấy trăm bất tử kỵ sĩ, những bất tử kỵ sĩ này, nghiêm chỉnh huấn luyện, 600 người đã trải qua vô số lần chiến tranh, các nàng ăn ý có thể dùng kinh khủng để hình dung. Giờ phút này, 500 người đứng chung một chỗ, khí tức liền thành một khối, ngay cả hô hấp cũng nhất trí, trong thần vực thành. Vô số người ngẩng đầu nhìn mấy trăm bất tử kỵ sĩ, ở trong mắt người thần tộc, là ngưng trọng, là kiêng kỵ. Chiếu, Một tiếng xé gió vang gồ lên. Thoáng qua, Thích Thiên xuất hiện ở trước mặt đám người Nguyên Sư.
nhìn quân đoàn bất tử kỵ sĩ, ở chỗ sâu trong đôi mắt Thích Thiên ẩn chứa vẻ ngưng trọng. Lúc xê trước thần tộc cũng có quân đội cường đại, nhưng quân đội mạnh nhất của thần tộc ở trước mặt bất tử kỵ sĩ quân đoàn, vẫn thua kém không ít. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Thích Thiên rơi cơ vào trên người Nguyên Sư. Xưng hô như thế nào? Nguyên Sư mỉm cười. Bất tử tộc, một trong ba hiền sư, Nguyên Sư. Thích Thiên nhẹ gật đầu. Có thể chỉ giáo không? Nguyên Sư cười nói. Chủ ý này của ngươi đánh rất tốt, nếu có thể trước tiên kích giết ta, nguy cơ của thần tộc sẽ giải trừ. Vừa vặn, ta cũng có ý định như thế, giết ngươi, muốn diệt sạch thần vực, liền dễ như trở bàn tay. Thích Thiên nói. Vậy thì tới đi. Thanh âm rơi xuống, Thích Thiên thò tay về phía trước, trong chốc lát, tình cảnh xung quanh hắn và Nguyên Sư biến ảo. Vô tận tinh không. Giờ phút này, Thích Thiên cùng Nguyên Sư đã đưa thân vào trong tinh không vô tận, ở chung quanh hai người, vô tận tinh không làm bối cảnh. Nguyên Sư nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói. Tinh là một nhân vật. Thanh âm rơi xuống, hắn đưa ra một ngón tay. Xùy. Không gian ở trước mặt Thích Thiên vỡ ra, kẽ hở kia càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nháy mắt, không gian xung quanh Thích Thiên triệt để tứ phân ngũ liệt. Xoắn giết. Một cỗ lực lượng vô hình thắt cổ không gian xung quanh Thích Thiên. Nhưng Nguyên Sư nhíu mày, bởi vì Thích Thiên chẳng biết lúc nào, người đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một quả đấm to lớn tấn công tới. Nắm đấm qua, không gian từng khúc văng tung tóe, làm cho người ta sợ hãi. Nguyên Sư cũng không quay người, tay phải chậm rãi nắm chắc. Ầm, một cỗ khí đen từ phía sau lưng Nguyên Sư cuồn cuộn quét ra, khói đen này trực tiếp bao phủ nắm đấm, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, không gian đột nhiên nổ vang. Cách đó không xa, Thích Thiên bước ra một bước, sau đó cách không đánh tới Nguyên Sư một quyền. Liệt địa. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại thổi quét đến. Xuy 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 xuy. Không gian trước mặt Thích Thiên mai một, lực lượng cường đại tựa như phong bạo quét đến trước mặt Nguyên Sư, cỗ lực lượng kia mạnh, làm cho xương cốt quanh người Nguyên Sư xoẹt xoẹt vang lên. Nguyên Sư đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa Thích Thiên đột nhiên bước ra một bước, lại đấm ra một quyền. Phá thiên. Thanh âm rơi xuống. Ầm. Lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của Thích Thiên chấn động ra, cỗ lực lượng này tốc độ cực nhanh, nháy mắt đi tới trước mặt Nguyên Sư, hai cỗ lực lượng lập tức chồng chất. Giờ khắc này, sắc mặt Nguyên Sư đại biến. Ầm. Một cỗ khí đen từ trong cơ thể Nguyên Sư cuồn cuộn quét ra. Khói đen nổ tung, lực lượng cường đại chấn Nguyên Sư ra mấy vạn trượng. Nguyên Sư vừa dừng lại, Thích Thiên đột nhiên bước ra một bước, sau đó cách không đấm một phát. Tịch diệt. Xùy. Ở bốn phía Nguyên Sư, không gian đột nhiên cháy rừng rực. Hỏa diễm không biết tên đốt cháy Nguyên Sư cùng với không gian xung quanh hắn. Vẻn vẹn chỉ một nháy mắt, thân thể của Nguyên Sư đã hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô. Giờ khắc này, sắc mặt Nguyên Sư ngưng trọng trước nay chưa có. Không dám chủ quan chút nào, tay phải Nguyên Sư xoay tròn. Xuy 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 xuy. Đạo đạo hắc khí như độc xà từ trong bàn tay hắn chấn động ra, trong khoảnh khắc, vô số hắc khí trải rộng khắp tinh không. Cùng lúc đó, không gian trong sân tựa như bị điện giật bắt đầu điên cuồng rung động. Yên lặng một cái chớp mắt. Àm. Không gian trong nháy mắt sụp đổ mai một. Một hắc động vô biên vô tận xuất hiện ở trong tinh không, vũ trụ tinh không chung quanh ở thời khắc này bị gạt bỏ, vùng này đã trở thành tĩnh mịch. Bất quá Nguyên Sư cùng Thích Thiên không có vẫn lạc. Nhưng hai người không tốt lắm. Giờ phút này, hai người cách xa nhau mấy vạn trượng, thân thể Nguyên Sư có chút hư ảo, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mà quanh người Thích Thiên cũng xuất hiện vô số vết rách. Vừa rồi một lần giao phong, hai người đều bị thương. Qua hồi lâu, không gian dần dần khôi phục bình thường. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, sau đó nói, không hổ là tộc trưởng một tộc, phần thực lực này, rất mạnh. Đáng tiếc, đối với bất tử tộc ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Thanh âm rơi xuống, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Xùy. Không gian dưới chân Nguyên Sư vỡ ra một vết rách, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mấy vạn trượng, Thích Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên lệ khí, hai tay chậm rãi giơ lên, trong chốc lát, không gian chung quanh tựa như địa chấn rung động kịch liệt, lúc này, một nắm đấm mang theo vô số hắc khí đi tới đỉnh đầu của hắn, nếu một quyền này rơi xuống,
đầu của hắn sẽ nổ tung. Diệt! Lúc này, hai tay Thích Thiên nắm chắc thành quyền, sau đó đối với trước mặt mình oanh một cái. Rầm rầm! Hai cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra, nguyên sư bị cỗ lực lượng này đẩy lui, đúng lúc này, chân phải Thích Thiên đạp mạnh, cả người phóng lên trời. Không chung, sắc mặt nguyên sư hơi đổi, tử khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tử khí vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau đó hội tụ đến quả đấm. Sau một khắc, hắn mãnh liệt đánh ra một quyền. Ầm! Một đấm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê từ trên nắm tay kích xạ, phía dưới, Thích Thiên bị một quyền này bức ngừng ngay tại chỗ, yên lặng một cái chớp mắt, nguyên sư lại đấm một quyền. Ầm! Vô số hắc khí bắn ra, Thích Thiên bị chấn rơi xuống. Nguyên sư cũng không dừng tay, tay phải lần nữa đấm một quyền. Ba quyền. Suy suy suy. Vô số hắc khí một đạo tiếp một đạo oanh tới Thích Thiên, mỗi một đạo hắc khí, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Thích Thiên bị áp chế, trong mắt thoáng hiện lệ khí, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt nắm chắc thành quyền. Răng rắc. Không gian được chữa trị đột nhiên vỡ nát ra, cùng lúc đó, ở trong lòng bàn tay của Thích Thiên, một cỗ kim quang đột nhiên bạo phát ra, kim quang hóa thành cột sáng màu vàng phóng lên trời, đánh về phía hắc khí vô tận. Rầm 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 rầm. Trong vũ trụ, từng âm thanh nổ vang không ngung vang lên. Mà ở trên không thần vực thành, giờ phút này cường giả của thần tộc đã cùng bất tử kỵ sĩ giằng co. Ở trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên không xa, cầm đầu là Đinh Thược Dược, mà sau lưng Đinh Thược Dược, chỉ có hơn 20 người, trong đó 10 người mặc áo bào trắng, còn có 10 người mặc áo đen. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua tinh không xa xôi, sau đó nói. Xem ra tộc trưởng của các ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng một chút. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ. Ta rất muốn biết, bất tử tộc đi một đường, giết một đường, khi nào mới hết chứ? Cái này không cần ngươi quan tâm. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi lo lắng kết cục của thần tộc ngươi đi. Đinh Thược Dược nói khẽ. Chỉ là chết, không có gì phải lo lắng. Nhìn thực mở. Độc Cô Tuyệt Thiên cười nói. Giải quyết xong thần tộc các ngươi, chỉ còn lại hư linh đại lục của Dương Diệp, giải quyết xong hắn, đại thiên vũ trụ này đối với bất tử tộc ta mà nói, liền xong. Dương Diệp. Đinh Thược Dược híp mắt lại, im lặng không nói. Ầm. Ngay lúc này, ở trong tinh không đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang rung trời, ngay sau đó, toàn bộ tinh không đột nhiên tối sầm lại. Thoáng qua, hai nhân ảnh rơi vào trên không thần vực. Hai người này, đúng là nguyên sư cùng Thích Thiên. Ai thắng ai thua? Giờ khắc này, tâm người thần tộc đều nhấc lên. Nếu như Thích Thiên bại, không hề nghi ngờ, bên bất tử tộc có thể đơn giản tiêu diệt thần tộc. Nếu như Thích Thiên thắng, như vậy thần tộc có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhìn từ ngoài, Thích Thiên cùng nguyên sư đều không có việc gì, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Căn bản nhìn không ra ai thắng ai thua. Trong tràng, Thích Thiên nhìn đám người nguyên sư, sau đó mỉm cười. Hôm nay bất tử tộc muốn tiêu diệt thần tộc ta, sợ là phải trả giá một chút mới được. Khỏi cần phải nói, chỉ một mình ta, muốn mang đi một nửa bất tử kỵ sĩ nơi đây, hẳn không phải việc khó gì, không phải sao. Nghe vậy, nguyên sư nhíu mày, nếu như là trước kia, hắn không tin Thích Thiên có thực lực như thế. Mà bây giờ, hắn không thể không tin, thực lực của Thích Thiên này, so với hắn, chỉ mạnh không yếu. Vừa rồi trận chiến ấy, kết quả là hắn ở hạ phong. Bất tử tộc muốn tiêu diệt thần tộc, điều kiện tiên quyết là, không tổn thất người quá nhiều. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói. Làm khoản giao dịch được không? Nguyên sư nhìn về phía Thích Thiên cười nói. Thần tộc ta vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện tại còn thừa tộc nhân, bất quá hơn 10 vạn, chừng 100.000 tử khí, đối với bất tử tộc ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì quá lớn. Như vậy đi, bất tử tộc ngươi cho thần tộc ta một con đường. Với tư cách trao đổi, ta cùng với cường giả thần tộc giúp các ngươi diệt Dương Diệp ở Hư Linh Đại Lục, kể từ đó, thần tộc ngươi sẽ trả giá rất nhỏ, như thế nào? Nghe vậy, đồng tử của Đinh Thược Dược co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ Đinh Thược Dược, đám người nguyên sư cũng ngây ngẩn cả người. Trợ giúp bất tử tộc. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không chỉ thần tộc không ngờ Thích Thiên sẽ nói như vậy, ngay cả đám người bất tử tộc cũng không nghĩ tới. Lúc này, Thích Thiên lại nói. Các hạ, thần tộc ta bất quá hơn 10 vạn người,
chút nhân số này, đối với đại thiên vũ trụ hàng tỷ sinh linh mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như đám người các hạ cố ý muốn tiêu diệt thần tộc ta, hiện tại thần tộc ta có thánh nhân, có 27 vị, những người này, đều là thần tướng của thần tộc ta, lại thêm tiên tổ chi linh, còn có thích thiên ta có thể bảo đảm, các hạ mang tới những bất tử kỵ sĩ này, sẽ tổn thất ít nhất hơn nửa. Nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên nụ cười, lại nói. Cho dù không có thần tướng cùng với tiên tổ chi linh trợ giúp, chỉ bằng vào một mình ta, muốn lưu lại một nửa người của bất tử quân đoàn, cũng không phải việc khó gì. Nguyên sư trầm mặc, Thích Thiên lại nói. Khi đó, coi như các hạ diệt thần tộc ta, nhưng thế giới này, còn có một hư linh đại lục. Thực lực kia cùng thiên phú của Dương Diệp, các hạ chắc được chứng kiến. Hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ, còn có vũ trụ chi linh tương trợ, ta tin tưởng, đừng nói bất tử quân đoàn của các hạ, ngay cả bản thân các hạ sợ là cũng có nguy hiểm chết đi. Các hạ nên biết ta không phải nói chuyện giật gân. Nguyên sư nhìn Thích Thiên. Dương Diệp, ngăn không được bất tử tộc ta. Thích Thiên cười nói. Ta biết, nhưng người này tuyệt đối có năng lực để cho bất tử tộc đánh đổi khá nhiều, không phải sao? Dương Diệp. Trong đầu Nguyên sư, xuất hiện một màn lúc trước hắn bị Dương Diệp chém một cánh tay. Thiếu niên kia chẳng qua là thánh nhân. Lúc này, Thích Thiên chỉ thần vực phía dưới. Nhìn thấy không? Thần tộc ta, còn sót lại cầu thả sống đến bây giờ, bất quá hơn 10 vạn, ngay cả 10 vạn cũng không tới. Với ta mà nói, chỉ cần thần tộc có một tia hỏa chủng là đủ. Còn đối với bất tử tộc, chừng 100.000 thần tộc đối với các ngươi căn bản không có uy hiếp, giết hơn 10 vạn người, cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thả thần tộc một con ngựa, Thích Thiên ta nguyện ý tương trợ bất tử tộc, có ta cùng với cường giả thần tộc tương trợ, muốn diệt hư linh đại lục. Cũng không phải việc khó gì, đúng không? Cách đó không xa, Nguyên sư cùng Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Nguyên sư nhìn thoáng qua thần vực phía dưới. Như Thích Thiên nói, người trong thần vực, ngay cả 10 vạn cũng không tới. 10 vạn. Hôm nay bất tử tộc cần tử khí, cũng không dừng lại ở số lượng 10 vạn này rồi. Các hạ không có quyền lực quyết định. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói. Nguyên sư nhìn thoáng qua Thích Thiên, sau đó nói. Đang suy nghĩ. Thích Thiên cười nói. Nếu như ta không đoán sai, mục đích thực sự của bất tử tộc, không phải là thần tộc ta, cũng không phải hư linh đại lục, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, bất tử tộc đã chiếm lĩnh cả đại thiên vũ trụ. Mục đích thực sự của các ngươi, là ly khai đại thiên vũ trụ. Mà trước khi rời đi, các ngươi muốn thanh trừ hết toàn bộ sinh linh trên đại thiên vũ trụ, đúng không? Nguyên sư trầm tư hồi lâu, sau đó nói. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại. Ta muốn biết các hạ có quyền lực này hay không? Nguyên sư nhìn thoáng qua Thích Thiên. Yên tâm, chỉ hơn 10 vạn người, ta vẫn có quyền lợi giết hay không giết, điều kiện tiên quyết là thần tộc ngươi không nhằm vào bất tử tộc ta. Đương nhiên, ta nghĩ hiện tại thần tộc ngươi cũng không có lá gan này. Thích Thiên nói. Nếu như Dương Diệp kia cũng thỏa hiệp với bất tử tộc. Thỏa hiệp. Nguyên sư cười lạnh một tiếng. Trước kia, bất tử tộc ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, hắn buông tha cho. Người này công nhiên đối kháng bất tử tộc ta, không giết hắn, bất tử tộc ta uy nghiêm ở đâu? Thích Thiên trầm giọng nói. Lúc nào các ngươi động thủ, hay là hiện tại? Nguyên sư khẽ lắc đầu. Hiện tại không thể. Vì sao? Thích Thiên khó hiểu. Nguyên sư nhìn thoáng qua Thích Thiên. Thứ cho ta nói thẳng, bất tử tộc ta tới diệt thần tộc trước, là vì hư linh đại lục không dễ diệt, dùng đội hình bây giờ đến hư linh đại lục, coi như diệt được hư linh đại lục, sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể sống. Tăng thêm thần tộc ta thì sao? Thích Thiên nói. Cũng còn chưa đủ. Nguyên sư nói. Theo bất tử tộc ta biết, sau lưng Dương Diệp tựa hồ có một vị cường giả thần bí, thực lực người này rất mạnh. Bởi vậy phía trên bàn giao, tạm thời không được động Dương Diệp. Cường giả thần bí. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên híp lại. Đối với cường giả thần bí sau lưng Dương Diệp, thần tộc cũng có chút tin tức, bất quá không biết người nọ đến tột cùng là ai. Bất quá không bao lâu. Lúc này Nguyên sư nói. Thần tộc ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ thời điểm bất tử tộc ta muốn động hư linh đại lục, sẽ đến thông chi thần tộc ngươi. Thích Thiên nói. Ta có một đề nghị. Nguyên sư nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên lạnh nhạt nói.
Hư Linh Đại Lục, dùng Dương Diệp cầm đầu, nếu như chúng ta có thể trong nháy mắt miểu sát, Hư Linh Đại Lục sẽ lập tức sụp đổ. Nếu không thể giết người này, hắn sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho quý tộc. Nguyên sư khẽ gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp bất tử tộc ta diễn tuồng. Nói xong, hắn cùng mọi người biến mất ở cuối chân trời. Trên không thần vực thành, dần dần khôi phục bình thường. Trong thần vực thành, vô số người thở dài một hơi. Mà trong mắt Đinh Thược Dược chỉ còn vẻ bi thương. Thần tộc đã từng không ai bì nổi, hôm nay ở trước mặt bất tử tộc phải cầu xin một con đường sống, mà người của thần tộc lại không cảm thấy sỉ nhục. Năm đó thần tộc cao ngạo bực nào. Năm đó thần tộc thiếu chút nữa bị bách tộc cùng tứ đại gia diệt tộc, nhưng thần tộc cuối cùng không có lựa chọn đầu hàng, mà tử chiến đến cùng. Nhưng hôm nay, thần tộc bây giờ, không chỉ không có thực lực của thần tộc năm đó, còn mất cao ngạo cùng tôn nghiêm của thần tộc năm đó, thu hồi suy nghĩ, Đinh Thực Dược đi tới bên cạnh Thích Thiên, sau đó nói. Theo bất tử tộc, sợ là tranh ăn với hổ. Thích Thiên nhìn thoáng qua Đinh Thực Dược, sau đó nói. Thần tộc đối với bọn hắn mà nói, không quan trọng, hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn không phải thần tộc ta, cũng không phải Hư Linh Đại Lục của Dương Diệp, ánh mắt của bọn hắn, nhìn cực xa. Cho nên thần tộc ta vẫn có cơ hội sống sót rất lớn. Nếu ngày sau bất tử tộc đổi ý, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Hai mắt Thích Thiên híp lại. Ta đánh bạc bọn hắn không lật lọng. Trong lòng Đinh Thược Dược thở dài. Đây là giao vận mệnh của thần tộc ở trong tay người khác. Lúc này, Thích Thiên lại nói. Nhà đầu, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này thần tộc ta căn bản không có đường khác, bất tử tộc quá mạnh. Dù chúng ta hợp tác với Dương Diệp, cũng không có khả năng chống lại. Đối kháng, sẽ chỉ làm tộc nhân thần tộc ta chết hết. Bất kể như thế nào, thần tộc không thể ở trong tay chúng ta diệt sạch. Ninh Thược Dược trầm mặc, không nói gì. Ta có một việc cần giao cho ngươi và chí nữ. Lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói. Ninh Thược Dược nhìn về phía Thích Thiên nói khẽ. Ngoại trừ tộc nhân ta, ta ai cũng không tin, Thích Thiên ta, cũng sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng của thần tộc vào trên thân người khác. Nói xong, cặp mắt hắn chậm rãi đóng lại. Ở trên không thần vực, một đạo hắc ảnh lặng lẽ không âm thanh rời đi. Qua hồi lâu, hắc ảnh này đi tới trên không Hư Linh Đại Lục. Hắc ảnh tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong Hư Linh Thành. Biết được thần tộc bị đại quân bất tử tộc vây công, hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức chạy tới. Hắn cũng không phải thật lòng muốn giúp thần tộc, mà là muốn ở thời điểm bất tử tộc vây công thần tộc, nhìn xem có cơ hội giết chết nguyên sư hay không. Nhưng hắn không ngờ kết quả sẽ là như thế. Thần tộc và bất tử tộc đột nhiên không đánh, sau đó hai tộc rõ ràng đạt thành hiệp nghị, muốn giết Dương Diệp hắn trước. Quá hí kịch. Dương Diệp thật không ngờ, sự tình sẽ biến thành như vậy, càng không nghĩ đến, Thích Thiên sẽ chơi chiêu ấy. Bất kể như thế nào, bây giờ Dương Diệp hắn phiền toái lớn vô cùng. Dương Diệp về tới Hư Linh Điện. Trong điện, Viên Lão cùng Dương Liêm Sương đều bị hắn gọi tới. Việc này thật không? Viên Lão nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta tự mình thấy, thật không thể thật hơn được. Ngươi định làm như thế nào? Viên Lão hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Một bất tử tộc chúng ta cũng không đối phó được, hiện tại lại thêm thần tộc, nói thực ra, ta cũng không có biện pháp gì tốt, bất quá biện pháp hỏng ngược lại có một cái kia chính là xử lý thần tộc trước. Xử lý thần tộc trước. Dương Liêm Sương lắc đầu. Đây chính là bất tử tộc muốn thấy, chờ chúng ta cùng thần tộc đánh nhau, bọn hắn vừa vặn đến thu ngư ông chi lợi. Ngươi có thể liên lạc với vị cường giả kia không? Lúc này, Viên Lão đột nhiên nói. Vị cường giả sau lưng Dương Diệp kia. Thời điểm Hư Linh Đại Lục xuất hiện nguy cơ, cường giả trong quang môn từng bị người ngăn trở, người này hiển nhiên là giúp Dương Diệp hắn, mà thực lực của người nọ, tuyệt đối là cực mạnh. Sở dĩ trong lòng Viên Lão còn có hy vọng, kỳ thật cũng là bởi vì người nọ. Cường giả thần bí. Dương Diệp cười khổ. Nói thực ra, ta cũng không biết đối phương là ai. Này là lời thật. Tuy hắn cũng biết có người ở sau lưng giúp hắn, nhưng đối phương đến tột cùng là ai, hắn hoàn toàn không biết, cũng không tưởng tượng nổi, ở trong người hắn quen biết, Tiêu Giao Tử có thực lực như thế, nhưng đối phương hiển nhiên không có lý do gì giúp hắn, hơn nữa Tiêu Giao Tử cũng không phải loại người thích giấu giếm, người nọ rất kiêu ngạo. Nghe vậy, Viên Lão nhíu mày.
vậy sẽ là ai chứ? Ngay lúc này, sắc mặt ba người đột nhiên đại biến, sau một khắc, một cỗ sát ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, nhưng sát ý không có dấu hiệu nào bị một cỗ lực lượng cưỡng ép áp trở về trong cơ thể Dương Diệp. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại đặt ở trên thân ba người nhất thời không thể động đậy. Kể cả Dương Diệp cũng không có cách nào nhúc nhích. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, muốn tế ra ly hỏa, nhưng lúc này, một cánh tay đột nhiên đặt ở trên đầu Dương Diệp. Ta có thể bảo đảm, trước khi lửa kia ra ngoài, có thể bóp vỡ đầu của ngươi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, lúc này thanh âm kia lại nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giờ phút này, nếu như ngươi đầu hàng bất tử tộc ta, ta có thể không giết ngươi, hơn nữa để cho ngươi trưởng quản bất tử quân đoàn, nếu không đầu hàng, ta sẽ để cho ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ người nào có thể ở lúc này cứu được ngươi, kể cả kiếm tu thần bí kia. Cường giả tuyệt thế. Hai mắt Dương Diệp híp lại, âm thầm kêu gọi yêu ma cùng An Nam Tĩnh, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Giờ khắc này, tâm của Dương Diệp triệt để trầm xuống. Người phía sau hắn, vượt xa hắn có khả năng địch. Hàng hay không hàng? Vấn đề này, Dương Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều. Kiếm vực đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, hai cỗ ý cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó còn có một đám lửa. Ly hỏa, liều chết đánh cuộc. Đầu hàng. Cái này tự nhiên không phải là phong cách của Dương Diệp hắn, dựa vào người khác bố thí mà sống, loại chuyện này, không cần cũng được. Nhưng đúng lúc này, cánh tay đặt ở trên đầu hắn đột nhiên chuyển qua trên vai, sau một khắc, hai cỗ ý cảnh tiêu tán vô ảnh vô tung, còn ly hỏa thì bị hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Cảm nhận được một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi tột đỉnh, mặc dù ly hỏa này không phải bản tôn. Nhưng uy lực kia vô cùng cường đại, mà bây giờ, cứ như vậy bị đối phương áp chế. Ca. Ngay thời điểm trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, cánh tay trên bả vai hắn nới lỏng ra, sau một khắc, ly hỏa về tới trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, uy áp trên người hắn biến mất, thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp quay người, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Sau lưng hắn, không phải cường giả bất tử tộc gì, mà là một người hắn cực kỳ quen thuộc. Thiên Tú. Đứng ở trước mặt hắn, chính là Thiên Tú. Ngươi. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Bất ngờ không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. A Tú, ngươi như thế nào? Biến thành mạnh như thế? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp vội vàng gật đầu. Thiên Tú nói khẽ. Nói rất dài dòng, sau này cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đi theo ta. Nói xong, Thiên Tú đi ra ngoài điện. Trong điện, Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Thời điểm Dương Diệp và Thiên Tú ly khai, trong chàng khôi phục bình thường. Này! Dương Liêm Sương kinh ngạc nhìn Viên Lão. Viên Lão khẽ lắc đầu. Không sao, hẳn là người nọ xuất thủ. Bằng không thì, chúng ta đều chết hết. Thật mạnh! Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Đại thiên vũ trụ ta, còn có nhóm cường giả này. Viên Lão nhẹ gật đầu. Ta cũng không nghĩ đến, bất quá người này đến tột cùng là người nào. Nói đến đây, Viên Lão nhíu mày. Dương Diệp đi theo Thiên Tú ra đại điện, đến một mảnh mộ địa trong thành. Vùng mộ địa này, Dương Diệp đã từng tới. Nơi đây mai táng các cường giả hư linh tộc. Từ tôn trọng tiền nhân, Dương Diệp hạ lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tới nơi này. Những người trong thành kia tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, bởi vậy nơi đây rất an tĩnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. A Tú, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Thiên Tú nói khẽ. Đi tìm người, sau đó mượn một đồ vật. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có chút không giống. Thiên Tú mỉm cười. Không có gì, đúng rồi, ngươi đi qua bất tử tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Bất tử tộc rất mạnh, không phải đại thiên vũ trụ có thể chống đỡ. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Vậy ngươi còn không đầu hàng? Nếu như ngươi đầu hàng, dùng thiên phú và thực lực của ngươi, bất tử tộc sẽ không giết ngươi. Ngươi với bọn hắn mà nói, là một nhân tài khó được. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Khom người dễ dàng, nhưng muốn đứng thẳng rất khó. Dương Diệp ta đầu hàng. Bất tử tộc sẽ không giết ta, ta đến bất tử tộc,
nếu như tiếp theo gặp được chủng tộc cường đại hơn bất tử tộc, sau đó bọn hắn lại đây nói với ta, Dương Diệp, ngươi đầu hàng, chúng ta liền không giết ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Có câu nói, yên tĩnh chết đói, cũng không ăn của xin. Ta cảm thấy, còn sống, phải tôn nghiêm sống sót, ta đi bất tử tộc, có lẽ có thể sống, nhưng ngày sau phải xem sắc mặt người khác làm việc, phải nghe mệnh lệnh của người, làm sự tình Dương Diệp ta không muốn làm, nói dễ nghe là giúp đỡ đắc lực, nói khó nghe, chính là con chó của người khác, người ta bảo Dương Diệp ta đi giết người nào, ta phải đi giết người đó. Sống như thế, có ý nghĩa gì? Còn không bằng chết đi. Ví dụ tốt nhất chính là Ngũ Tổ, vì sống, cam nguyện làm tay sai của bất tử tộc. Đây không phải Dương Diệp hắn nguyện ý. Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta không có nhìn lầm ngươi. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ngũ Tổ kia, nếu có tâm tình như ngươi, đời này của bọn hắn, muốn tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, bọn hắn không tiến được nữa rồi. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Bọn hắn quá coi trọng tiên lộ của mình. Này cũng không sai, dù sao đây là tâm huyết suốt đời của bọn hắn. Nhưng quá chú trọng, ngược lại thành chuyện xấu. Giống như cát trong tay, người cầm càng chặt, chúng chảy càng nhanh hơn. Đại đạo cũng như thế. Đạo tổ cùng nho tổ, sở dĩ thực lực hai người cao hơn mấy tổ còn lại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn nhìn đại đạo không có nặng như vậy. Bọn hắn càng coi trọng, là nguyên tắc làm người của mình, kỳ thật cũng chính là thủ vững bản tâm của mình. Đáng tiếc, đại đạo ở trong lòng bọn họ, như trước có vị trí rất trọng yếu, bọn hắn không thể triệt để buông ra tâm tình, bằng không thì sớm đã bước ra một bước kia. Đại đạo cùng bản tâm xung đột sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ lắc đầu. Không xung đột, với ngươi mà nói, không xung đột, đại đạo của ngươi, chính là bản tâm của ngươi. Mà có người lại không giống. Đại đạo của bọn họ, là trường sinh, vì mục tiêu này, bọn hắn có thể lẽ vi phạm bản tâm của mình. Thật tình không biết, bọn hắn đã cách đại đạo của mình càng ngày càng xa. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói. Phụ thân ngươi không tệ. Hử. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú khẽ nói. Kỳ thật phụ thân ngươi có thể đi càng xa hơn, bất quá đáng tiếc, hắn không muốn đi nữa. Nói có chút châm chọc, người có thể đi không muốn đi, người không thể đi, lại liều mạng bò lên phía trước, mà những người bò này lại không biết, bọn hắn bò chính là phương hướng ngược lại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Địa phương khó được của ngươi, chính là thủ vững bản tâm. Bản tâm, chính là chân ngã. Chúng ta sống ở trên đời này, nhân tố ngoại giới quá nhiều, trải qua càng nhiều, bảo trì bản tâm càng khó, mà mất đi bản tâm, cũng mất đi chính mình. Lúc kia, ngươi đã không phải là ngươi ban đầu rồi. Nói đến đây, nàng đi đến trước mặt Dương Diệp, muốn vỗ vai Dương Diệp, nhưng phát hiện vóc dáng của mình quá thấp, nên chậm rãi bay lên, giờ phút này nàng còn cao hơn Dương Diệp nữa cái đầu. Dương Diệp. Thiên Tú vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Dương Diệp. Trên tổ cảnh, chính là chân, đạo chân cảnh. Cái gọi là đạo chân cảnh, chính là cường giả tổ cảnh khám phá mê chướng, nhận thức bản ngã. Nhận thức bản tâm, nhận thức đại đạo chân chính. Phụ thân ngươi, kỳ thật đã một chân bước vào đạo chân cảnh, bất quá đáng tiếc, hắn không có lựa chọn bước ra nửa bước kia. Ngươi biết vì sao không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nói khẽ. Bởi vì trong lòng hắn, có người càng trọng yếu hơn đại đạo. Dương Diệp trầm giọng nói. A Tú, ngươi nói như vậy, ta có nghi vấn, nếu như hắn vì người trong nội tâm càng trọng yếu mà không đi đạp nửa bước kia. Như vậy hắn là tuân theo bản tâm, tuân theo bản ngã, đã như vậy, vì sao hắn không bước ra nửa bước kia? Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Muốn chết, chính là bản tâm của hắn. Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Thiên Tú nói khẽ. Hắn vì nữ nhân yêu mến mà không bước ra nửa bước kia, là tuân theo bản tâm, cho nên thực lực của hắn vô cùng cường đại, không phải đạo chân cảnh, nhưng thực lực không hề kém đạo chân cảnh. Nếu như mẹ ngươi còn sống. Hắn muốn bước ra một bước kia, đơn giản giống như ăn cơm. Nhưng mẹ ngươi không còn sống. Cái này ở trong lòng hắn, đại đạo, không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Phụ thân ngươi, là người trí tình trí nghĩa. Đại đạo nói buông tha thì buông tha, phần tâm tính này, trên đời hiếm thấy. Ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao người kia tôn trọng cha ngươi như vậy. Dùng thực lực của đối phương,
có thể tru sát cha ngươi, nhưng đối phương không làm. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Người nọ, là Tiêu Dao Tử sao? Thiên Tú nhẹ gật đầu. Ta đã thấy phụ thân ngươi, cũng đã gặp hắn. Hắn đã đến loại trình độ nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp, mỉm cười. Ngươi biết đại đạo của hắn là gì không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nói khẽ. Đạo của hắn, chính là mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói. Trở nên mạnh mẽ, vì trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không ngừng đột phá mình, vì mạnh, hắn có thể bỏ qua hết thảy, tâm của hắn, chỉ có mạnh mẽ. Cho dù là kiếm đạo, cũng bất quá là một công cụ để hắn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Dương Diệp nói. Cho dù vô địch, thì có ý nghĩa gì? Ngươi sai rồi. Thiên Tú nói. Cái hắn muốn không phải vô địch, mà là đột phá, không ngừng đột phá mình. Đây là một phần cố chấp, một phần tâm tình. Nếu như hắn muốn vô địch, cái kia sẽ không đáng sợ. Đúng là loại tâm cảnh không muốn vô địch này, mới để cho hắn mạnh như vậy. Ở trong lòng ngươi, thân nhân trọng yếu nhất, mà ở trong lòng hắn, kiếm đạo trọng yếu nhất. Ngươi có thể vì thân nhân buông tha cho kiếm đạo, mà hắn vì kiếm đạo có thể buông tha thân nhân, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật các ngươi không có khác nhau. Dương Diệp cười khổ nói. Vậy vì sao ta yếu như vậy, mà hắn lại mạnh như vậy? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hử. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Hắn ở vào tuổi của ngươi, không nhất định mạnh hơn ngươi. Ngươi bây giờ lấy mình đi so với hắn, là tự tìm phiền phức. Ngươi phải hiểu được, các ngươi không phải người cùng một thời đại. Chờ ngươi đến tuổi của hắn, hậu nhân nhìn ngươi, ngươi cũng là tồn tại vô địch. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta dễ chịu hơn rồi. Thiên Tú chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi đi ra. Đi theo ta, thời gian của ta cũng không nhiều, thừa dịp còn có thời gian, ta dạy ngươi vài thứ. Thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Dương Diệp chắn ở trước mặt Thiên Tú. A Tú, ngươi có ý gì? A Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không có gì. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng A Tú lắc đầu. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Đi theo ta. Nói xong, Thiên Tú trực tiếp biến mất ở xa xa, tại chỗ, Dương Diệp chau mày, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì sắp phát sinh. Nhưng Thiên Tú không nguyện nói với hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi theo lên. Dương Diệp đi theo Thiên Tú lướt qua mộ địa, cuối mộ địa là một bình nguyên mênh mông bát ngát, căn bản nhìn không tới đầu. Rời đi một hồi, Thiên Tú ngừng lại, chân phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Vùng bình nguyên ở trước mặt Dương Diệp và Thiên Tú kia đột nhiên tách ra, sau đó một thềm đá xuất hiện ở dưới chân Dương Diệp và Thiên Tú. Thiên Tú không nói gì, đi xuống. Dương Diệp cũng theo sau. Lòng đất có thế giới khác. Ở trong lòng đất, là một quảng trường khổng lồ vô biên vô hạn, do đá xanh không biết tên xây thành. Đạo võ trận của hư linh tộc. Lúc này, Thiên Tú nói khẽ. Nơi đây, đã từng là chỗ tu luyện của cường giả hư linh tộc. A Tú, ngươi là người của hư linh tộc, đúng không? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, thân thể Thiên Tú có chút dừng lại, trầm mặc một lát, nàng nhẹ gật đầu. Ta biết mà. Dương Diệp nói khẽ. Kỳ thật hắn đã sớm suy đoán Thiên Tú là người của hư linh tộc. Chẳng qua không dám xác định, mà hiện tại xem ra, Thiên Tú này chính là người cuối cùng của hư linh tộc. Thiên Tú đi tới cách đó không xa, chỗ đó có một bồ đoàn. Trên bồ đoàn sớm đã che kín bụi bặm. Nhìn một chút, ánh mắt Thiên Tú dần dần không có tiêu cự, như nhớ lại chuyện cũ. Một bên, Dương Diệp cũng không quấy rầy. Một lát sau, Thiên Tú nói khẽ. Lúc trước nơi đây có thật nhiều người, bọn hắn có người luyện võ, có người tính tu, cứ như vậy, một đời tiếp theo một đời, nhưng có một ngày, hết thảy đều thay đổi. Nói đến đây, cặp mắt chậm rãi đóng lại. Nửa khắc sau, Thiên Tú quay người. Tiểu Bạch đâu? Chiếu, u. Một đạo bạch quang lóe lên, ngay sau đó, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Nhìn Tiểu Bạch, trên mặt Thiên Tú khó được xuất hiện dáng tươi cười, tay phải nàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Đã lâu không gặp. Đối với Thiên Tú, Tiểu Bạch tự nhiên cũng vô cùng thích, lập tức trôi dạt đến trên vai nàng, sau đó Tiểu Chảo vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của Thiên Tú.
Thấy thế, nụ cười trên mặt Thiên Tú càng đậm. Thiên Tú nhìn lướt qua bốn phía. Ta cần một chút linh khí khởi động trận pháp nơi này. Tiểu trảo của Tiểu Bạch vung lên, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ. Thiên Tú bấm tay điểm ra, những linh khí kia toàn bộ xông vào dưới sàn nhà, ngay sau đó cả vùng rung động, chỉ chốc lát, một màn sáng mỏng manh xuất hiện. Cũng kêu An Nam tĩnh ra đi. Lúc này Thiên Tú nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó kêu An Nam tĩnh ra. Thiên Tú nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam tĩnh, sau đó nói. Hai người các ngươi có một khuyết điểm này, chính là khống chế sức mạnh của bản thân. Nói xong, tay phải Thiên Tú chậm rãi nâng lên, sau đó nhắm hai người nhẹ nhàng chúi xuống. Trong chốc lát, hai người cảm giác trên thân đè ép một bầu trời, uy áp cường đại làm cho hai người khó có thể hô hấp. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Thiên Tú thu tay về, sau đó nói. Nhìn thấy không, lực lượng của ta, toàn bộ rơi vào trên người các ngươi, lực lượng này, cũng không để cho không gian của mảnh thiên địa này thừa nhận. Không gian, kỳ thật tương đương với một màng bảo hộ, lực lượng của chúng ta thẩm thấu không gian, sau đó chuyển di đến trên người đối thủ, trong này không gian đã nhận lấy một phần lực lượng, không gian phá toái, chính là đại biểu đại bộ phận lực lượng của ngươi bị không gian thừa nhận. Dương Diệp và An Nam tĩnh nhìn nhau, lúc này Thiên Tú lại nói. Đây là một kỹ xảo nho nhỏ, nhưng kỹ xảo này không đơn giản, muốn dùng tốt kỹ xảo này, cần nắm giữ không gian rất sâu, hơn nữa nắm giữ lực lượng của mình cũng phải rất sâu. Thế tục có câu, thép tốt dùng đến trên lưỡi dao, thép này, chính là lực lượng của các ngươi, nếu như lực lượng của các ngươi không dùng ở điểm quan trọng, sẽ giảm bớt rất nhiều uy lực. Lúc này, An Nam tĩnh đột nhiên quay người đấm về phía Dương Diệp một quyền. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, vội vàng đấm ra một quyền. Quyền ra, chỗ nắm đấm của Dương Diệp đi qua không gian trực tiếp giãn nứt, nhưng thời điểm quả đấm của hắn cùng quả đấm của An Nam tĩnh tiếp xúc, sắc mặt Dương Diệp đại biến, thoáng qua, hắn bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cái này, Dương Diệp kinh ngạc nhìn An Nam tĩnh. An Nam tĩnh nhìn thoáng qua quả đấm của mình, không nói gì. Lúc này, ánh mắt Thiên Tú rơi vào trên người An Nam tĩnh. Không hổ là võ thần của thời đại này, thiên phú của ngươi, quả thực hiếm thấy. An Nam tĩnh nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. Loại kỹ xảo này, kỳ thật lúc trước ta và hắn nắm giữ qua, bất quá chúng ta không có coi trọng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, loại kỹ xảo lực lượng này, kỳ thật hắn đã từng nắm giữ qua, nhưng như An Nam tĩnh nói, bọn hắn không có đi coi trọng cùng nghiên cứu. Thiên Tú nói khẽ, lực lượng 10 thành, nếu như không dùng kỹ xảo này, khả năng chỉ có 9 thành rơi xuống trên người đối thủ, mà còn dư lại 1 thành, kỳ thật thường thường là mấu chốt nhất. Này giống như kiếm đâm lên cánh tay, có thể chỉ làm tay cụt, nhưng nếu đâm ở trên cổ họng, cũng không phải tay cụt, mà là toi mạng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tựa như vừa rồi, lực lượng của An Nam tĩnh không mạnh bằng ngươi, nhưng 10 thành lực lượng của nàng, toàn bộ rơi vào trên người ngươi, mà lực lượng của ngươi chỉ có 8 thành rơi vào trên nắm tay nàng, cho nên ngươi bị đánh lui. Mà một cái đánh lui này, khả năng đổi lấy chính là tuyệt cảnh. Đơn giản mà nói, chính là mấu chốt, cường giả chân chính, chú trọng đúng là mấu chốt, mà mấu chốt này các ngươi lại không để ý đến. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đã minh bạch, Thiên Tú nói khẽ, các ngươi đều có đạo của mình, có con đường của mình, ta có thể dạy các ngươi, chỉ là một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đương nhiên, những kỹ sở lô cùng kinh nghiệm này với các ngươi mà nói, hẳn là cực kỳ hữu dụng, ít nhất có thể để cho các ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. An Nam tĩnh nhìn Thiên Tú ôm quyền. Xin chỉ giáo. Thiên Tú khẽ gật đầu. Ra tay. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng An Nam tĩnh quay người đấm hắn một quyền. Dương Diệp căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể một quyền nghênh đón. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào liền phân, riêng phần mình lui về phía sau gần trăm trượng. An Nam tĩnh lại muốn ra tay, lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Ta là bảo ngươi ra tay với ta. Dương Diệp. Trên mặt An Nam tĩnh hiếm thấy hiện lên vẻ ửng đỏ, nhưng khôi phục bình thường rất nhanh, nàng quay người nhìn về phía Thiên Tú. Sau một khắc, chiến thiên xuất hiện ở trong tay nàng, thoáng qua, thân hình run lên, đi tới trước mặt Thiên Tú, tiếp đó chiến thiên mãnh liệt bổ về phía Thiên Tú. Nhưng cái bổ này, chiến thiên bị Thiên Tú một tay gắt gao nắm lại. Chiến thiên không cách nào tiến thêm nửa tấc,
Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh nhíu mày. Thiên Tú cong ngón búng ra. Ầm. An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của Thiên Tú không khỏi kinh khủng đi. Trong mắt An Nam Tĩnh cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau một khắc, Thiên Tú giơ tay vung lên. Ầm. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp đại biến, hai tay nắm kiếm mãnh liệt bổ tới trước. Nhưng kiếm còn chưa triệt để rơi xuống, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài. Thiên Tú chậm rãi đi về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Ta là muốn nói cho các ngươi biết, thiên tài, cái thế giới này, thiên tài rất nhiều, ta đã từng là một cái trong số đó. Thiên Phú, vĩnh viễn còn lâu mới có tư cách tự tin và kiêu ngạo, còn đường tương lai của hai người các ngươi, còn rất dài, ánh mắt của các ngươi, phải nhìn càng xa, hơn nữa trong lúc này, các ngươi cần từng giây từng phút bảo trì tâm khiêm tốn. Không nên coi mình là thiên tài, tựa như kẻ có tiền chân chính, vĩnh viễn sẽ không nói mình có tiền, mà người có được quyền thế ngút trời, bọn hắn cũng sẽ không nói mình có quyền. Nói đến đây, nàng ngừng lại, sau đó lại nói. Hai người các ngươi, thực chất đều có niềm kiêu ngạo cùng tự tin của mình, điểm này không sai. Nhưng bây giờ, ta cần các ngươi phải coi mình thấp hơn, ngươi càng nhìn mình thấp, con đường tương lai của ngươi sẽ càng xa hơn. Trong thế tục, có thật nhiều sư phụ thời điểm dạy đồ đệ, đều nói đồ đệ bất phàm dường nào, muốn tự tin, nhất định phải tự tin, cái này không sai. Nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh bất đồng. Này hai người, trong cùng giai. Bọn họ căn bản không để bất kỳ ai ở trong mắt. Nói dễ nghe là tự tin, nói không dễ nghe, cái kia chính là tự mãn. Tự mãn, tựa như một chén nước, nếu như chén đầy nước, chén này sẽ không cách nào thêm nước được. Bây giờ Thiên Tú làm, chính là dọn sạch chén nước. Dương Diệp và An Nam Tĩnh trầm mặc. Tự mãn, trong lòng tự hỏi, hai người bọn họ tự mãn sao? Kỳ thật là có. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, ở trong một đời tuổi trẻ của Đại Thiên Vũ Trụ, ngoại trừ lẫn nhau, trong lòng hai người bọn hắn đã không có đối thủ. Lúc này Thiên Tú lại nói, võ đạo chi lộ của một người có thể đi bao xa, quyết định ở tâm của hắn, các ngươi phải thường xuyên tự vấn lương tâm, nếu như tâm nghĩ thiên, như vậy con đường của ngươi sẽ là thiên. Này giống như rất nhiều người tâm thuật bất chính trong thế tục, những người này, cuối cùng đi là đường tà đạo. Nói đến đây, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Nói nhiều đạo lý như vậy, đến chút thực tế a. Đến, phóng ra kiếm vực của ngươi. Kiếm vực. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Lúc này tay phải Thiên Tú nhẹ nhàng vung. Ầm. Kiếm vực của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Sắc mặt Dương Diệp trắng bệch. Thiên Tú lắc đầu. Kiếm vực này, quá rác rưởi. Dương Diệp. Đả kích. Với Dương Diệp mà nói, thời khắc này đả kích không thể nghi ngờ là lớn nhất trong cuộc đời hắn. Kiếm vực. Át chủ bài mạnh nhất của hắn, nhưng ở trước mặt Thiên Tú, không chịu nổi một kích. Cái này còn có để cho người sống hay không? Hai tay An Nam Tĩnh cũng chậm rãi nắm lại. Giờ phút này nàng cũng bị đả kích. Nguyên bản, ở trong lòng nàng và Dương Diệp, bọn hắn cảm thấy nếu hai người bọn họ liên thủ. Trong trời đất này không có người nào là không thể đánh một trận, nhưng bây giờ, sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn biết. Hai người bọn họ, quá yếu. Bất kể là Dương Diệp hay An Nam Tĩnh, đều lần thứ nhất cảm giác mình yếu như thế. Lúc này Thiên Tú nhìn Dương Diệp nói. Cái này là kiếm vực của ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi biết như thế nào là vực không? Thiên Tú hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Cũng không thể trách hai người các ngươi, tuy lúc trước ta thiên phú chắc tuyệt, nhưng có cường giả trong tộc chỉ điểm, rất nhiều đường quanh co ta không có đi qua, nhưng hai người các ngươi đi không ít. Bị Thiên Tú nói như vậy, Dương Diệp cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn một đường đi tới, ai dạy qua hắn cái gì? Cho dù có, những người dạy hắn kia, cũng không phải cường giả chân chính. Thật vất vả gặp cha mình. Cha mình là một siêu cấp cường giả, nhưng lại nuôi thả hắn. Nuôi thả chân chính a. Ngoại trừ giúp hắn đối phó cường giả hắn căn bản không thể đối phó, còn lại chuyện gì, hắn đều tự mình giải quyết. Đây chính là thái độ của phụ thân đối với hắn. Kỳ thật này rất có lợi,
cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, nuôi thả Dương Diệp, tâm tính cùng ý chí không phải người thường có thể so sánh, bất kỳ khốn cảnh gì cũng không quấy nhiễu được hắn, bởi vì khốn cảnh cùng nghịch cảnh, hắn đi rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là, hắn phải đi rất nhiều đường quanh co, rất nhiều chuyện, kể cả kiếm đạo của hắn, cũng phải dựa vào hắn đi lục lọi. Bất quá nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Hổ nuôi trong chuồng, có thể đánh lại hổ rừng sao? Lúc này Thiên Tú nói. Vực, kỳ thật chính là họa mà thành lao. Dương Diệp lẳng lặng nghe, hắn biết, này có thể là thời điểm hắn cải biến vận mệnh biệt khuất. An Nam Tĩnh cũng lẳng lặng nghe. Hai tay Thiên Tú hư chiêu. Cái thế giới này, là một vũ trụ, ta lấy một thí dụ, vũ trụ là một cái tên, thiên mệnh, sáng tạo, nếu như nó có thể sáng tạo vũ trụ, vì sao chúng ta không thể sáng tạo vũ trụ, vì vậy rất nhiều người bắt đầu đi thử nghiệm, đi nghiên cứu, cuối cùng vực ra đời. Bất quá rất nhiều, vực, chỉ có bề ngoài, tác dụng không lớn chút nào. Tựa như kiếm vực của ta sao? Dương Diệp nói khẽ. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Kiếm vực của ngươi, cực kỳ gân gà. Vực chân chính là một tiểu vũ trụ, mà người sáng tạo ra vực, chính là chủ nhân của vực, bao trùm ở trên vùng vũ trụ này. Mà vực của ngươi sở dĩ gân gà như vậy, nguyên nhân chân chính là, vực của ngươi, không có từ trong tiểu vũ trụ của chúng ta độc lập ra ngoài, mà vẫn còn ở trong vũ trụ của chúng ta, đây là một giả vực. Khi có người dùng lực lượng lớn dung chuyển vùng vũ trụ này, vực của ngươi đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Ngay cả vũ trụ bọn hắn cũng có thể dung chuyển, huống chi là vực của ngươi. Dương Diệp nói khẽ. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Tú trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vực chân chính, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, còn chính ta, cũng không có đi nghiên cứu qua loại vực này. Với ta mà nói, vũ trụ cũng bị ta phá hủy không ít. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là vực không mạnh, vực chân chính, tự thành vũ trụ, có được lực lượng tuyệt đối. Này giống như chúng ta ảo tưởng, thiên mệnh, kia thật tồn tại, người cảm thấy, chúng ta ở trong vũ trụ nó sáng tạo cùng nó giao thủ, có bao nhiêu phần thắng. Dương Diệp khổ sở nói. Nói như vậy, kiếm vực này của ta, thật gân gà đến không có ý nghĩa gì. Cũng không phải. Thiên Tú nói khẽ. Trước kia ngươi dùng phương pháp kỳ thật có vấn đề, nếu như phương pháp này có vấn đề, vậy ngươi liền đổi một phương pháp. Phương pháp gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Thiên Tú nói. Ngươi lần nữa thi triển ra kiếm vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vội vàng thi triển ra kiếm vực. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Trong phương viên vạn trượng, đều bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ. Áp xúc. Lúc này Thiên Tú nói khẽ. Hử. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói. Ngươi thu nhỏ phạm vi kiếm vực lại. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó bắt đầu co rút kiếm vực, không đến một hồi, kiếm vực của hắn co rút lại khoảng ngàn trượng. Tiếp tục, Thiên Tú mặt không biểu tình. Dương Diệp chỉ có thể tiếp tục co rút lại. Mới đầu rất thuận lợi, nhưng khi kiếm vực co rút lại 3.000 trượng, hắn phát hiện, hắn có chút cố sức. Cái cố sức này, là ở trên thân thể, còn có tinh thần và thần hồn. Tiếp tục, thanh âm của Thiên Tú vang lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục co rút lại. Cứ như vậy, nửa khắc sau, kiếm vực của Dương Diệp co rút lại ngàn trượng, nhưng giờ phút này trên trán Dương Diệp nổi lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vừa rồi là có chút cố sức, bây giờ là rất cố sức. Tiếp tục, Thiên Tú lại nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục co rút lại, cứ như vậy, một khắc sau, Dương Diệp lần nữa co rút lại ngàn trượng, hiện tại kiếm vực của hắn chỉ bao trùm chung quanh ngàn trượng. Mà giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Còn chưa đủ, tiếp tục. Thanh âm Thiên Tú hơi lớn. Hô! Dương Diệp thở một hơi thật dài, tiếp tục co rút. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Dương Diệp từ trắng trở nên đỏ. Cùng lúc đó, toàn thân hắn run rẩy, dường như bị cái gì lôi kéo mà giờ khắc này, kiếm vực của hắn đã áp xúc đến trăm trượng. Được chưa? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Tiếp tục. Thiên Tú lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta không nói ngừng không cho phép ngừng. Dương Diệp khổ sở nói. Ta cảm thấy cực hạn. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Yên tâm, coi như thân thể ngươi vỡ nát, thần hồn tản đi, ta cũng có thể dùng Hồng Mông Tháp cứu ngươi lại được. Dương Diệp. Cuối cùng, ở dưới Thiên Tú lạnh lùng nhìn chăm chú, Dương Diệp tiếp tục co rút.
Rất nhanh, kiếm vực của Dương Diệp co rút lại chỉ còn 10 trượng. Kiếm vực 10 trượng. Mà giờ khắc này, An Nam Tĩnh nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, giờ phút này không gian chung quanh nàng có chút không giống. Đến cùng ở đâu không giống, nàng nói không nên lời, cảm giác rất quái lạ. Tiếp tục, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, thanh âm lạnh như băng vang lên. Dương Diệp khổ sở nói. A Tú, ta đã đến cực hạn. Giờ phút này, môi hắn bị cắn nát, mà trong đầu tựa như có một khối bột nhão, ý thức mơ hồ, đó là tinh thần lực thừa nhận lấy cực hạn. A Tú quay người. Đã như vậy, đối với khai phát kiếm vực này, người mời Cao Minh khác đi. Nói xong, A Tú muốn rời đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta co lại còn không được sao? Nói xong, Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó tiếp tục co rút. Giờ phút này, cả khuôn mặt Dương Diệp đã nhăn nhó. Thống khổ. Dương Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, áp xúc kiếm vực sẽ thống khổ như thế, loại thống khổ này, để cho hắn nhớ lại năm đó lần thứ nhất bị Mạc Lão dùng lửa luyện thân. Lúc ấy, cũng thống khổ như bây giờ vậy. Loại thống khổ này, thật sự làm cho người ta muốn chết. Thiên Tú mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Dương Diệp. Cứ như vậy, kiếm vực của Dương Diệp tầng tầng co rút lại, đến giờ phút này, kiếm vực của Dương Diệp chỉ có hơn một trượng. Kiếm vực một trượng. An Nam Tĩnh đã ở bên ngoài kiếm vực, mà giờ khắc này, An Nam Tĩnh chau mày, nàng cảm giác không gian xung quanh mình và Dương Diệp có khác nhau rõ ràng, có điểm giống như hai thế giới. Tiếp tục, Thiên Tú nhìn Dương Diệp, trong mắt không có tình cảm chút nào. Dương Diệp cắn răng, tiếp tục áp xúc. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đã bắt đầu rạn nứt. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thấy một màn như vậy, nước mắt Tiểu Bạch bừng lên, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt Thiên Tú lạnh như băng lập tức biến mất, nàng ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, sau đó nói khẽ. Cường giả thế gian, người nào không ăn hết nỗi khổ thế gian mới đi tới đỉnh phong. Nếu như hắn ngay cả chút khổ ấy cũng ăn không vô, vậy hắn không có tương lai. Tiểu Bạch ở đâu hiểu được những thứ này? Nàng chỉ biết, giờ phút này Dương Diệp rất thống khổ. Nàng muốn bay đến trên người Dương Diệp. Bất quá lại bị Thiên Tú ngăn cản, Thiên Tú vuốt vuốt Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa đừng lo lắng, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Vừa nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này, kiếm vực của Dương Diệp đã áp xúc cực hạn, kiếm vực rút vào dưới chân, chuẩn xác mà nói là áp xúc ở không gian xung quanh Dương Diệp. Lúc này Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng duỗi ra một chỉ điểm ở trước ngực Dương Diệp. Một cỗ lực lượng đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp chấn động ra, trong chốc lát, Thiên Tú và Tiểu Bạch bị chấn liên tục lùi lại, sau khi lui tầm 10 trượng, chân phải của Thiên Tú nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó tay phải vung lên, lực lượng trên người nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một bên, An Nam Tĩnh ngây ngẩn cả người. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Hẳn là như thế này rồi. Có ý tứ gì? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Thiên Tú hỏi. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, giờ phút này, hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, tay nắm thật chặt, cả người hắn đã vỡ ra, máu tươi còn không ngừng chảy. Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Có lẽ này không phải vực chân chính, nhưng con đường này là đúng. Ngày sau hắn đi tiếp, nhất định có thể đi ra vực của bản thân. An Nam Tĩnh đang muốn nói, lúc nào Dương Diệp mãnh liệt mở mắt, trong chốc lát. Đạo võ trận hóa thành hư vô. Một mảnh đen nhánh. Nhưng không gian xung quanh Dương Diệp như cũ tồn tại, cũng chỉ có chỗ không gian này vẫn còn ở đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.